Rồi, hello anh em trên ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay số đồng hồ Thiên Kim cũng gửi đến anh em mình một video mới gồm có 52 mẫu đồng hồ anh em. Anh em mua hàng anh em liên hệ cái số Zalo mình nha anh em, có số Zalo mình. Thì anh em tin tưởng chuyển đủ mình sẽ bao ship nha. Còn anh em nào mà cảm thấy chưa tin tưởng thì anh em cứ cọc nha, cọc cũng mua được hàng nha. Mà phí ship là 25.000 là cho cái đơn hàng là dưới 1 triệu ha. Còn đơn trên 1 triệu thì anh em sẽ chịu tiền ship là 30. Đó. Thì đơn trên 1 triệu thì anh em cọc cao hơn chút nha anh em, từ 1 triệu tới dưới 2 triệu thì mình nhận cọc là 200.000 nha anh em. Nó trên 2 triệu thì cọc 500 ha. Thì nói chung anh em mình tin tưởng nhau thì mua thôi. Cũng có nhiều anh em hỏi em là nếu mà cọc tiền á không chuyển hàng rồi sao? Đó. Thì cái đó anh em tin tưởng mình thì mua thôi, chứ giờ shop nào ta cũng bán vậy nha anh em. Nếu mà anh em hỏi mình vậy thì mình hỏi lại, nếu mà em anh không cọc mà em gửi hàng anh không nhận thì em rồi sao? Đó là anh em là có cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh em cảm thấy nào mà chưa tin tưởng thì mình không nên mua anh em, mình không nên mua, mình chỉ coi tham khảo thôi, chừng nào mình cảm thấy tin tưởng được thì mình mua. Đó, cái đó thì anh em mình vui vẻ nhau thôi chứ không có gì hết. Rồi mã đầu tiên mình lên cho anh em mình là mã A1 ha. Con này thì mình lên mã A trước đi, mã A đầu tiên như này, mã A. Mã A con này 1 triệu 2 nè. Con này thì nó rất đẹp. Nói chung là vậy đi, để anh lao một kiến nhé. Nó dính keo rồi nè, dính keo rồi. Kiến nó đẹp rồi, chưa dày xước đâu. Mặt nó có ánh sáng vô thành màu đỏ đỏ là đẹp lắm nè. Nó đỏ nâu quá. Robusta Guarini nha, Guarini. Con này xe ngang của nó là gần 40 nè, 3999 đó. Đầu kẹt của nó sẽ là rơi vào tầm là cũng rất là dễ đeo thôi. Đó, 49. Mặt dài từ kính xuống đáy luôn là 13.5 nha. Con này bao chạy bao chuẩn luôn. Nó là cái hàng mà automatic có trợ cốt nha nè. Máy Miyuta của Nhật nha, 21UL có trợ cốt tay ha. Đó, lộ máy chống nước 10 ATM nha nè. Đó, tan lít tiêu toàn bộ nha. Robusta Guarini chuẩn hãng ha. Có lịch nha nè. Tích lịch anh em coi luôn ha, nhảy bình thường nha, có chạy cót luôn đó, bao chuẩn. Có test giờ rồi đó, con này để em chịu hai về lên dây đeo thôi, cái dây này bán rất là nhiều nè, nó chốt mà đưa dây vô gắn chốt vô xài thôi, có gì hết. Mặt này lên tay bao đẹp bao sang nha, so với con xe cổ năm thì con này hơn nhiều như nè, mấy con xe cổ năm mà đề tống thì con này mình đánh giá cao hơn. Phơm dáng đẹp chứ có trợ cót là nó hay hơn rồi. Mấy con xe cầu năm thì máy 7S26 không có trợ cót tay đâu, từ cái dòng mà máy cao hơn mới có trợ cót thôi. Để mình coi tin nhắn anh em ai nhắn tin mình. Rồi tiếp tục nha anh em, mã A1 thì để cho anh em con này là 270 thôi. Con này là mình cũng báo cứ gõ là vỏ nó vỏ đá ha. Nó có một lớp đá tung sen ở trên ha, nó rất đẹp đó, phần thép nằm dưới nha, này dính dơ nè, nó có hai đầu chốt nha, này dính dơ mình chưa có vệ sinh thông cảm ha. Con này bán tự xử nha nè, mình chạy bình thường thôi, nó bị gãy cái tay rồi, nó còn nấm ha, vỏ đá chạy pin nha, con này chạy pin ha. Con này bữa mình có bán con của Citizen 550 anh em nhớ không, thì con này cũng tương tự như vậy đó, mặt kính đẹp vỏ đá ha. Bản này bản của Oren đó nè, đó các con gỉ nha, TSG là viết tắt của chữ tung sen đó nè. Con này để cho anh em 270 thôi, nếu nó nguyên thì 550, bán hơn nửa giá thôi, gỉ cái này anh em về tự xử nha. Nói chung mặt mày rồi cũng đẹp keng á, vỏ rồi cũng đẹp ha. Đó, 270 thôi, xe 37.000 nha, xe này to hơn con hổm nè. Con này đẹp 40, bán cái vỏ tung sen cũng bằng tiền rồi, 395. Bộ vỏ với bộ mặt này rất là đẹp, mình chế cháo này kia cũng rất là hay nè, chế máy cơ vô được luôn á, máy cơ vừa mình chế vô đây được luôn. A1 dành cho thợ thôi. A2 con này bán nhớ giống như phân kim nè, con này con bọc vàng GB ha, vàng đẹp nha, đó, vàng ôm luôn, chưa có mòn gì hết nha. Lên có còn được mà chưa thấy chạy nha. Dòng Sanco Lady nè, dòng này dòng D sóc 17 chân kính ha, dây khóa nó nè,
Con này thì size ngang của nó là size 20, dọc của nó là 30, 801 nha, 2.7 cơ cổ. Để này trả lời và tiếp theo mình lên trên máy này, con 23. Con này thì tình trạng của nó là vậy, vỏ thép ha, máy nó máy này vậy nè, giống như máy Miyota, không biết phải không thì anh em tự coi nhé. Máy còn đẹp nè, bán như bán cái xác thôi, nó khô dầu nó không chạy nha, nhưng cái ba lăng wheel này còn quay nha nè. Đó, xịt ngay thì nó quay thôi, nó bị khô dầu rồi. Đó, tóc còn lên đó, chứ không phải là bị đứt tóc nha, nó quan trọng là tóc nè. Đó, nắp gan dặn khô dầu thôi, mặt mày đẹp khen ha, nó không có bị chạy xước gì đâu. Đó, Bulgari chạy máy Nhật thôi. Cái này cái loại chốt mà chốt dặn đó nè, nó chốt dặn này mua có ha, mình về mình gắp vô mình xài dây dài nha. Dây con này cỡ khoảng tay 18 được. Đó, Bulgari ha, nói chung vỏ đẹp lắm, mấy cơ nha. Con cái nó bị gãy cái nấm này nữa nè, gãy tay bà mẹ nó bị đủ thứ bệnh đó, mua giá châu lành mà về thành châu chết, nó tại trong cơm luôn, nấm nấm ghen dặn bà nội dặn khó. Đầu bán cái xác này cho anh em là nhiêu đó đó, nhiều tiền đó đó, 38.000 đó nè. Vậy anh em lấy giày, lấy giày lấy vỏ nha, bộ dây này không cũng mớ tiền trăm mấy rồi, dây đúc đặt đàng hoàng ha, dây này ba sĩ nha, dây mặt máy kính cũng còn đẹp luôn. Tiếp theo là mã B này, con cơ nghe này để cho anh em mình với giá là 650 thôi. Con cơ nghe Bentake này rất là đẹp nha, chuẩn cơ nghe, cơ cốt ha. Cơ nghe thì khi mình dặn mình phải giữ cái tay mình có cái lực kéo ra mình chỉnh mới được nha, nó thường thường nó vậy đó, nó chạy cái nấm cho vô đó. Tại cái đầu nấm nó làm cái kiểu mà nó có cái ngàm với KT á, chứ không phải nó liền với KT thì sao đó. Nó chạy vô lắm, nhưng bán từ xử thôi. Con này có cứng cốt rồi nè, cứng cốt rồi mà máy nó mới vàng ha, mặt nó đẹp lắm, mặt nó anh em nhìn kỹ nè, mặt kiểu bắt úp kim cọc đồ của nó là màu vàng đồng hết nè, giống như vàng vàng non 14-15 gì đó. Con này máy vàng nha, máy vàng, máy này nhìn rất là đã nè. Con này về tự xử nha nè, vàng nó khô dầu rồi, vỏ thép đó. Đó, cái bà lăng này xịt vô cũng còn quay rất là ngon nè, nó tóc tai còn nguyên. Đó, anh em về thợ thì anh em xử lý thôi, cơ chuẩn muốn nghe nha, Bentake Bentake, Bataka chứ tiếng Nga thôi, không có tiếng gì, không biết đừng đọc lắm. Form thì chỉnh gỗ rồi, form 34 vỏ thép nha, 42 dây 9.8 nha, dây này còn tốt nha, dây này mới không biết phải zin không mà chưa thấy đeo không, dây này không có gãy đâu, dây này ok đâu. Con này 650 nha, con này mà chạy ngon thì giá trên 1 triệu. Động cơ mặt này nè, mặt này rất là ok. Mã C con này phiên trước còn lại mình giảm giá nè, 420 giảm anh em 40 còn 8. Con này xây 38 nha, đồng hồ pin nha, có siêu C38 đúng ha, càng của nó về khoảng 45, rất là vừa đeo nha nè, tay nhỏ nhỏ cũng được, tay lớn cũng được, 411 đi 4, dòng 6 kim 3 cốt, có lịch 24 giờ. Đó, bấm lúc này thì chono gap bắt đầu chạy nha nè, nó cái kim nhỏ là kim chono gap ha, kim nhỏ này nha, nó chạy một vòng này, này nhích được cái nha nè, bấm dừng ha, đá cái này trả về, nó chỉnh bài nha nè, vỏ thép đàng hoàng ha, mong đích sấy tất cả các công nghệ chống nước 5 ATM, có siêu ha, dây Nhật đàng hoàng ha, dây này đeo rất là bền nha, giống nhẹ luôn á, bao bền cho anh em luôn, đo xây rồi quên đó. Nó lên tay là đeo thôi. C38 này đeo rất là hay nha, đẹp ha, có giá là 380 thôi, bản này dạ quang dẫn có cho anh em mình nha, hai kim 380 mua được con thép C38 này 6 kim còn gì bằng nữa, có siêu cũng có thương hiệu.
Mã D thì mình lên cho em con xương cá này có giá là 200k thôi. Nó 250 sale mạnh luôn, bữa nay chủ nhật thì sale mạnh luôn. Này có xay nè. Kính thì chưa chạy, mặt màu xám xi măng. Nevada dòng chống nước cao 200m. Đó, anh em nào muốn chống nước cao lòng chọn con này nha. Dây đúc đặc đàng hoàng nha anh em. Mông đít sấy nha, tất cả thép không gỉ nha. 200k mua được con này còn gì bằng nữa nè. Cũng còn khá là đẹp ha. Ngang của nó thì cũng cỡ 35 nè. Dài rơi được khoảng 41 ha. Dày 19 9 ly thôi. Lên tay thì nó vậy nè. Đó. Dây này còn 17 hơn á, 17.5 mình đeo rất là vừa luôn á nè, 17.5 nha. Có 2 xị thôi, nguyên con thép túc rồi. Em không có thể mua được cái gì mà 200 ngàn mà qua con này được, đảm bảo anh em luôn. Kính đẹp đàng hoàng luôn. Tiếp theo mã E, con này 300 luôn, cũng siêu rẻ luôn. Một con Goet vỏ thép, mặt đẹp nha. Đó, mặt đen thui luôn. Kính nó có lông mèo máy vết nhỏ nhỏ thôi anh em, không có đáng kể nha. Nói chung là còn hàng còn đẹp, vỏ thép stainless steel đàng hoàng nè đó. Goet chính hãng nha. Hai kim thôi, bản này có viên đá góc 12 giờ. Xe to mà tiền thì nhỏ. 40 thôi. Xe 40. 46.4, 10.4 ha. Con này 3 xị. Đeo bao đẹp. 300k. Rồi con cơ tiếp sức này để cho anh em là 300 luôn. Con này bằng titan, toàn bộ dây titan luôn. Đó, mặt sau là titan tùm lum hết nha, titan alloy, titan pencil cái gì tùm lum hết nha nè. Đó. Seiko lắc có chạy nha, bán từ xử. Đó, lắc có chạy như anh em thấy ha. Lịch thì chỉnh có được nha anh em, chỉnh nhanh bình thường nha. Đó. Chỉnh nhanh bình thường. Dạ quang còn sáng rất là ok. Xây cũng rất là ok luôn. Xây gần 37 nha, 36 năm. 41 12. Dây tay còn tầm khoảng tay 17 quay đầu ha, tay 17 thôi. 17 đều vừa lắm. Một con cơ tiếp sức, bán tự xử nha anh em, dòng này chỉ bán tự xử rồi. Cơ AGS. Cơ tiếp sức nha, cơ lê pin. Pin lê cơ cũng được. Tiếp theo cũng nó nè, đó dòng AG thì nên là hiểu hết chơi nha. Chết mẹ gớp điện thoại. Anh em là hiểu dòng này hết chơi nha. Con này lắc cũng chạy bình thường nha em đó. Lắc cũng chạy ha. Con này lắc xuống chạy một giây luôn nè. Lắc anh em nhiều chịu khó để ý, anh em về nhà ngồi lắc từ sáng tới chiều anh em đeo thôi. Tự xử nha. Đó, lắc nè. Đó, chạy một chơi bình thường em, có sao nó vậy, không có nó khoét ha. Dòng này thuộc dòng cao á, kính nó không lúc không thấy chạy nè. Xe 38, con này kính sapphire thôi, mình nó không ghi, mình chỉ đón vậy thôi nha. 42, nói với cái dòng được trần niên 96, con này dây dài lắm. Đó. Mặt mày cũng còn khá là đẹp ha. Nói chung thì lịch thì chỉnh ok hết thôi. Test luôn. Kim cọc độ ngay giờ hết nha nam, về đeo thôi. Đích nè, chỉnh ok nằm quanh hết nha. Rồi, dây này dài lắm. Dây này 38 thì đeo ok rồi, dây này tới 19 cũng vừa. Vậy nên tự xử nha. Con này đời mi nó cũng có wifi nha nam, nó có wifi theo thời gian, bên đây còn đẹp nè. 350 thôi, giá thì bình dân, không mắc ha. Rồi có đồng hồ này để cho em 300. Con này thì nói chung là cái nấm này chỉnh cho cái ô này ha, một múi giờ thứ hai đó. Cái này nấm này rút ra rút cái nắp một nha, rút cái nắp một mình dặn lên là lực ngày đang nhảy anh em đó, mình dặn xuống thì rút cái nắp một, dặn xuống được thứ nhảy chứ đó, dặn xuống được thứ nhảy nè, thấy không đó. Ok hết nha, còn chân sau này bấm nút này nè, nhưng mà nút này bấm thấy nó chưa nhảy, chân sau này có chạy nha nè. Khi mà ngày nó qua nó có lùi lùi xuống một chút đó,
mình để ý rồi nút này nó chắc ở trong nó bị gì vậy, nên mình tự xử nút này nha, ba sĩ thôi. Con này máy có ruby luôn á, máy thép đàng hoàng nha. Tình trạng thì như anh em thấy nha, bán tình trạng gì thì còn chạy bình thường, để gì anh em đeo thôi, để gì đeo cái 5 giờ ngày thứ ngày với 24 giờ vẫn còn nhảy bình thường đó. Kính nó có xước vết đây nha anh em, nó lông mèo rồi, con này cũng hàng cổ rồi đó, 35 thôi, khá bình dân thôi, chẳng sao. 40 82, cây con này còn dài lắm đó, con này đeo rất là hay luôn chứ, giỡn hoài. Rồi giá ba sĩ thôi, đừng rất là nhiều chức năng. Tiếp theo là mã H, con này thì để cho anh em 250, con này mới ken anh em, chung thì nút bấm được hết nha đó. Chuông kêu to đàng hoàng nha anh em, múi giờ tùm lum hết. Nó này là chronograph cái gì đang chạy nè, bấm dừng, bấm nút này dừng nè, bấm nút này lúc nào reset ta, lúc này chạy tiếp, lúc này dừng, bấm nút này nó reset lại đó, nó là ok nha. Rồi bấm chạy nè, bấm cái dừng nè, bấm nút này reset nè, đó nút bấm được hết nha em, còn nút đèn nè đó, thấy không, thì nút này menu nè đó, thì bấm được hết trơn luôn đó nè, menu nè, pin là ngon lành hết á, nó headset chỉnh kim nè đó, ví dụ như này là 15 giờ 48 phút, không cái kim này mình cũng chỉnh chỉnh hết rồi, 15 giờ 48 phút gần 4 giờ, còn mới ken nha. Nói chung là đồng hồ này nó nhiều chức năng, nó giá hạt rẻ thôi, có 250 thôi, Casio chuẩn hãng nha, đó Casio lắp nói chung như nè, giờ thế giới 3 báo thức, dòng một máy pin, máy kim và một máy điện tử nha, xe 40 ngang thôi, 45 6, 13 ly đúng đó. Cái dây thép này không có dây zin của nó nha nè, nhưng mà dây thép này mình đeo rất là ok, rất là hợp lý, đeo thôi, dây còn dài lắm, vừa tăng giảm thoải mái, đeo đi làm mấy con này cứng khừ luôn nè, tích cho dây thép thành dây thép. Rồi mã H này 250 nha, máy tinh luôn, đèn sáng. Mã H1 này để cho anh em là 170 thôi, con này bán thực sự chỉnh giờ nha, mình không biết chỉnh nha, con này cũng có đèn nó đủ tùm lum hết á, nó bấm này nó nhảy vậy nè, con này dạng như đồng hồ, nó có rất là nhiều chức năng, nó không hiểu nữa nè, con này chạy cho nó gấp, con này dừng nè đó, này nút này nút đèn nè, nút này nút gì không biết nè đó, đang 12 giờ 6 phút mà tự chỉnh giờ nó có nó chạy chạy vậy nè đó. Con này dòng có hình con chim đó, dòng Casio có hình con chim mà sản xuất từ Nhật nha, Sabanka đó, thì bán thực sự nha, chỉnh giờ còn chạy ngon lành đó, 170 thôi, siêu tầm chơi, độc lạ Bình Dương 26 40 10 ly 2, con này 170 nha, 5H1 đó. Dây này còn khoảng 87 nha. H2 thì để cho anh em con lụa này, con lụa này để cho anh em mình có 250, con lụa này quá rẻ nè, con dây hạt gạo chứ không phải lụa nữa, hạt gạo 5 6 chỉ 7 chỉ, là 7 chỉ nha, 2 bự 5 nhỏ, tất cả hát không nghỉ nè, nó còn mới đẹp, không có gì, mặt mày còn sạch đẹp, mà không có chạy xước, chạy chuẩn giờ, nó đeo mát tay nữa, con này dây nó dài lắm, dây này vô tay chắc hơn 17 năm. Để cho anh em con này là 250, giá đã sale rồi nè, quá rẻ ha, 250 anh em sao mua được, hấp túc giống vậy, 34 ngàn 34, 33 chứ con này 33, 38 là dài ha, dài có 6 ly 6, 250 cho mấy chú lớn lớn đây. Tiếp theo con H3, con này nguyên con full thép gì nè, còn mấy can gì anh em trả mình con này 2 sĩ sao bán nổi nè, thấp hơn giá mình lấy hàng nữa sao bán, bán con kiếm vài chục cà phê luôn, bán 300 ngàn này anh em nào mua được đeo là rất là uy tín luôn, đẹp cọc đính đá đen ha, có vợ quen luôn, có lịch có lúc gì ngon lành hết, form dáng cũng đẹp nữa, dây dài nó mong tích sấy, thép không gỉ toàn bộ nha, nó a tay lít tiêu có sao nó vậy ha, nó ghen dặn luôn, chống nước 100 m, dây dài đeo thì rất là đẹp luôn. Giá này anh em 300 ngàn anh em mua cái đồng hồ mới đó, mới tin giống gì ngon lành này. Còn gì nữa nè, anh em bỏ 300 mua trong hãng này không mua được cái gì, chỉ có mua được 3 đồng hồ mũ thôi, hoặc là mấy cái đồng hồ mà
nói chung đồng hồ vỏ xi si, không có được vỏ thép gì đâu. Xe 35 42.8 ha, vậy là có 9.4 thôi, 3 sỉ mấy ken luôn còn đầu gì nữa nè. Mua đeo rất là chuẩn luôn. H4 thì con này mình cũng sale anh em là 300, con này cũng mới tinh nha, hàng mới nó mới, hàng cũ nó cũ nha anh em. Hàng này sản xuất tại Nhật đàng hoàng ha. Một con AL3 hai cái múi giờ điện tử, mình chỉnh giờ khác cũng được, kim mình chỉnh giờ khác cũng được nha. Kim thì cũng phải chỉnh cái núm này thôi, không có gì đó. Còn điện tử nó bấm được hết nha, nút nút đèn ha đó, nút menu là nút hình như nút này đó, bấm cho nó gáp nè chạy ha. Bấm dừng nè, bấm này xả nè đó, reset ha, menu nè đó. Bữa nay là ngày 13 tháng 9 đó, chủ nhật ha, mà chỉnh cái thứ cái tháng nó bị sai à. Tháng 10 đúng. Xe 31 ngang phong tăng nha, dài là 39 ha, vậy là 88, hôm nay đến 300 đó. Đây xem giờ hàng ngày đẹp can cứ đâu, 3 sĩ thôi, hàng 3 hàng 2 mấy pin thay mới rồi nha nè. Tiếp theo mã H5, con này để cho anh em 150 thôi, giá sale sập sàn chủ nhật nó có giá này ha. Con này cơ cót nha nè, cót tay lên cót chạy, mấy con cơ giá rẻ mình không có bao nha nè, mặc dù nó chạy tốt mình cũng nhấn bao luôn, nó chỉ chơi gì cho nó dễ nha nè. 150 thôi, chuyện đủ nhận bao ship, mua về siêu tầm. Con này bữa anh em nó có mua con đồng hồ Nam của mình rồi, mua con này nữa chẳng bộ nè. Bữa mình có bán con Bellamy của Nam giống gì nè, y chát luôn, màu cũng giống luôn. Xe 26 con Nam thì giá gấp đôi con nữ thôi, 31.4, từ kính xuống luôn rồi 96 nha, 150 thôi. Hàng mới đẹp nha, cái hàng này hàng cũ mình cũng không dám bán đâu, hàng nữ khó bán rồi. Mặt nó hay xanh cọc vàng để làm điếu thuốc thôi. Tiếp theo là lên cho anh em con này, con này mã N này có giá 270 nha, con này con của Citizen, nó chạy kim đĩa ha, nó quay nó thay đổi cái màu cho mấy cái lỗ này ha, mình mua về cho con em mình đeo đi học đó, mấy chị đeo đi làm cũng được, rất đẹp, vỏ thép hết của Citizen, mong đích sấy ha, chain container này của Citizen nha em, thép không gỉ đó, một cái thương hiệu con của nó GN0M ha, máy xa băng mô mà được lắp ráp ở chung ha, rất là chi tiết đó, dây thép túc đặc, dây mở bóng nha đó, gặp một bên, dây tay con này còn khá là dài nè, nó có 17.5 đó. Mặt nó thì nó không có bự nha. Xe 33 thôi, đầu càng nó sẽ rơi vào tầm là 38 ha, độ dày từ kính xuống đáy luôn là 16, dạ quang rất là sáng và đẹp. Mấy mẫu này mình thích dạ quang của nó, màu xanh này rất là ok, 270 nha, kính đẹp không chạy xước. Tiếp theo là một con anh N1 này bán cho anh em cái sát này 120 thôi, nó sát đang chạy luôn á, nó vỏ có bị cà có bị xấu như hình gì anh em đánh cái là gà ha đó, mâm đất sấy đàng hoàng nha đó, sàn Jimmy chạy máy Nhật hai lực nha, chạy ok mà nó có khi nó đứng nè, nó lúc chạy lúc đứng á, không biết sao nó lực tự chỉnh ngon lành hết là không có gì chứ, mà khi nó bị đứng mình bán cái dạng tự xử luôn á, bán bằng tiền pin với dây cho anh em là pin thêm mới đó, chỉ dây bò hai lớp. Xe to để gì mình đeo thôi, và ra thợ mình nếu nó đứng ra thợ lão dầu lại mấy chục ngàn cái gì, 38 45.4 9.6 9.5. Có nhiều anh em đeo đồng hồ cũ nát hơn đồng hồ này nó còn chưa bỏ đó, đẹp không. Xe 38 120.000 bằng tiền pin với dây nha, bán cho anh em chơi mua đeo chơi thôi. Rồi mã N2 con này để cho anh em là 280 nha, một con Seiko Spirit. Dòng này thường thường kính là kính sapphire nha em, nhưng mà nó không có ghi, mình cũng không dám bao, nhưng mà có ánh xanh, mình thấy có ánh xanh chứ không, bây giờ thấy nó cái dòng này nó chạy kính nha, nó rất là đẹp, đầu mi còn nguyên nha, còn mới lắm, 37.6 dài 6.5 dây da bò mới thay đeo ok, pin cũng mới thay luôn, Seiko chuẩn hãng ha. Con này thì đeo đi làm mấy anh em văn phòng đồ đeo, chứ anh em thích cái mặt nhỏ, thích kiểu dáng quỳnh tẹt lắc xít cổ điển ha, thì mình chọn mẫu này thì không sai lầm nha anh em, giá hạt rẻ bình dân thôi, thương hiệu có ha đó. Xem giờ hàng ngày chuẩn bài luôn,
Tiếp theo là mã N3, con này dành cho mấy chị nữ. Một cái đồng hồ xây còn khoảng tay 16 trở về. Dây đúc đặt đời mi vàng hồng, hiệu Wayget của Seiko nha, nó Wayget. Hàng con nữ thì bán nói chung là không chạy nên bán sale có sale rẻ cũng rất là khó bán. Tại mấy chị nữ ít mua đồng hồ. Có mấy anh nam này coi nhiều mua tặng cho vợ mình đeo thôi. Chứ con mình đeo đi học thôi. Mấy chị nữ không có coi mấy này. Size này size 24.7 nha anh em. Đó, đeo rất là sang luôn mà đẹp đó. Giá bình dân đó. 29.4. 8.6. Có một đập chốc 4 giờ ha. Một viên đá cẳng góc 1 giờ. Đó. Con này đeo lên tay thì rất là xinh luôn á. Bác sĩ thôi, chạy pin ha. Tiếp theo mã N4. Con này để cho anh em là 300. Con này cũng rất là mới. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Dây cũng thay dây xịn nào hoàng pin thay mới hết, bản kỷ niệm là em thấy độ mới của nó không? 1991 ha, kỷ niệm mừng năm cái sự kiện gì đó. Nước vàng còn 98%. Nói chung nguyên con là luôn, kính chưa thấy miếng chạy. Mặt vàng, kim cọc vàng luôn, nguyên cái đồng hồ vàng. Size 31.4. Dài là 37 ha. 6.4 thôi, con này mấy chị nữ mà tay to to đeo cũng rất là đẹp ha anh em. Đeo đi làm văn công sở thôi, đeo rất là lịch sự, có thương hiệu, nhìn vô là biết mình đeo có thương hiệu tốt. Bác sĩ không có điểm gì để chơi cái đồng hồ này nè, rất là hay luôn theo đánh giá của mình đó. Con này 300 đó, con này đeo như một chiếc lắc đời mi ha, đá nhìn bên ngoài trắng rất là đẹp luôn, trắng ngọc ngà luôn. Con này thì mới, hàng mới đẹp của Wayget Seiko, vỏ thép nha, máy Nhật lắp ở chung luôn, không có gì phải che giấu nữa nè. Đa số giờ thì hàng được lắp ráp ở Trung Quốc không, chẳng hạn chuẩn hãng ha, 17 ly, chỉ có những con đồ cổ thì mới Nhật thôi, chứ mấy con hàng giá cao 34.6. con này cũng dây 16 quay đầu như nè, vậy còn ngắn thôi. Mà ta mấy chị nữ thường thường có 15 năm mà, chứ ít có mấy chị nào bự con mới tới 16, 300 con này nha. Tiếp theo lên mã số 1. Mình uống miếng nước nè. Rồi mình lên mã số 1 này. Con này mình để cho anh em là 1.3 triệu nha anh em. Con này thì nói chung nó rất là mới nha, xe to và mới đẹp đó. Để mình gỡ cái này ra cho anh em coi nha, anh em coi kỹ cái độ mới của nó nha. Thấy cái dây dằn khoai sứ của nó không đó, thì dằn zin đàng hoàng ha, đều ren luôn nha anh em. Phá cũng vậy ha, ở bên này cũng vậy nè, rất là đẹp nha anh em, thẳng gan luôn, dây chưa bị nhão cái gì hết này đó, anh em thấy không, mình rung lắc rất là nhẹ luôn ha, có nhão có gì nên cũng thấy rõ nha, này còn thẳng gan hết nha anh em, nó quay rất là kỹ gì đó, đẹp từ trong ra ngoài hết. Mà bản này xây nó 38 nè, không phải xây 36 nha, bản xây 36 thì giá nó chừng nó rẻ hơn 1-200 nha nè, bản này bản xây to mà nó mới nữa, mặt đen đẹp. Đó, bản ba xây 37.6 rồi, nó làm tròn là xây 38, dài là 42.7 ha, từ kính xuống dưới đáy luôn là 10.5. Con này bao chạy bao chuẩn anh em luôn nha, mình đã canh 2 ngày nay rồi, chạy rất là tốt, lịch độ ok hết, đẹp ha, lịch nè, nhận lên là lịch ngày nha, nhận xuống là lịch thứ. Đó. Lịch cũng hai thứ tiếng đàng hoàng ha. Máy nè, máy thì 7S26, nó có ghi ngoài 7S26 nè.
ở trong này cũng vậy, mấy can không có gì, nói chung con này mua về đeo không làm gì thêm nữa, mấy chắc máy 7S26 nữa nè, quay sao cho anh em thấy rõ nè, máy Seiko 7S26 nha, nhìn thì biết rồi đó, 7S26A đó, đó 7S26A đó, khét tiêu quan dây queo nha, dòng này sẽ tích cót là 38 tiếng nha nè, tần số dao động là 21.600 WBH nè. Thường mấy cái máy này tích cót 2 triệu nè, tức là cái búa nó quay qua này cũng được, quay qua kia cũng được, lấy cót rất là nhanh. Bản là 1.3 triệu nha, xe to nha, nè, xe 38 mới tin luôn nha, chứ có chạy xước mình bán cho anh em này 1.2 triệu, 1.1 triệu rồi. Kính đẹp keng luôn á, như anh em thấy á, dây còn dài luôn, dây này 17 năm thì rất là ok. 17.5 mà đeo thoải mái tâm hồn luôn đó, rộng như là mình tính 17 năm thôi. Hôm nay con này là xứng đáng làm tiền luôn nha, giá rất là hợp lý nha, xe to. Mấy con xe 36 mình tao bán anh em cũng 1.1 triệu rồi, nay 38 mà còn mới nữa. Mã số 2. Quen để mình coi tin nhắn này, nhắn gì ta. Mã số 2 con này là một cái con đồng hồ phân Muller vỏ thép nha, hàng này hàng sao chép ha, kêu là hàng nhái, hàng pha ke đó. Phân Muller thì thương hiệu lớn đó, con này hàng sao chép thôi nhưng mà được cái nó chạy tốt, chạy chuẩn thì mình xài vỏ thép nặng chạch luôn ha. Dòng này nó có chở quách tay, nó có automatic nha nè, máy thì máy trắng thôi, nem nào mua thì nữa mình coi cho con máy sao ha, tại nó bắt ốc mình cũng không mở trên này được. Con này chạy chuẩn nha nè, nó có lịch chân sao ha, đó, mình rút núm ra thì nó có dựng kim nha nè, rút núm có dựng kim cái chỉnh nha đó, đóng vô thì chạy tiếp ha, có lịch chân sao ngày nha. Để mình dặn lên đây, mình dặn xuống đây, mình test test cái lực này cho anh em câu nha, hình bóng lúc này. Lúc này thì cái lực ngày nhảy anh em thấy không? Đó. Nhảy nè, 51 nè. Đó. Nhảy ha. Lúc này chỉnh được thứ nha. Đó, bóng nhẹ thôi. Đó, rất là ok. Full chức năng ha. Con này thì xe mặt nó cũng khá là vừa đeo anh em, nó không bự quá ha. Dạ quen vẫn còn sáng. Đó, ban ngày nó gì ok rồi. Chung chạy tốt, lịch đồ ok thì mình xài thôi. Khôm dáng cũng đẹp, hàng thời ke mà được gì cũng giá rẻ mà. Con này đo nó kẹt tùm lum chỗ không đo được anh em, đo đại đi tầm là 35 ngang đó, dài nó rơi khoảng 52 vậy đi, 13 ly. Con này lên tay 17.5 thì nó gì nè, thì con này cái càng của nó vậy, tay anh em là khoảng 17 trở lên thì đeo mới đẹp như nè, đó 17.5 rất là ok nha, 17 trở lên đeo vừa 550 thôi. Tiếp theo là con số 3, con này mình để cho anh em là 850 nha anh em. Con này thì đồng hồ 25 chân kính, dòng C của năm Atus mà con này còn mới tin luôn anh em, mặt trong veo ha. Lịch của nó thì nãy mình lắc nó có chạy tới giờ luôn nè, nó lắc thì chạy thôi. Dòng này thì có dừng kim khi chỉnh nha anh em, nó rút rồi nó thì nó dừng kim ha, đóng vô chạy tiếp, đó. Đóng vô chạy tiếp nha. Đây này cót nó hơi yếu, cót nó tách tích cót được hay mạnh thì mình test chức năng nó mới chẩn được. Vì cái cót yếu quá, đóng vô nó dừng luôn, nó không chạy được. Đó. Rút ra dần nè, đóng vô nè, chạy tiếp ha. Đó. Thịt thì mình nhắn nha, nhắn nhẹ hay lịch ngày, đó, lịch ngày ha, nhắn mạnh vô lịch thứ nha. Đó, ví dụ như mình lấy bữa nay là thứ năm đi, rồi mình lấy lại ngày thì mình nhắn nhẹ hơn chút. Đó, mình nhắn nhẹ tay thì qua ngày mới, ngày 1 nè, đó, ngày 2 nè, đó, mình lấy bên đây ngày 3 đây, ví dụ ngày 3 thứ 5, đó, lấy thứ rất, ngày thứ rất là dễ ha, chỉnh được hết, nói chung con này còn rất là đẹp nha nè, thì giá 850 thì dòng 25 di ha, 25 chân kính nha, chứ không phải là cái dòng Atus mà 21, dòng này mình nắp gen dặn luôn, chứ không phải là nắp tích ép ha, đó, máy móc thì sạch đẹp thôi, không có gì, đó, chỉnh hãng nè, đó. Bộ máy là máy 9019C anh em, ủa 6106C chứ, máy chuẩn là 6106C,
25 chân kính đàng hoàng ha, xa băng. Đó. 25 gì nha. Đó, thấy không? 25 gì queo ha. Chuẩn hãng nha, máy sạch trơn luôn á, đẹp lắm. Nắp mà nói chung này về đóng lại xài ha. Con này bao chạy bao chuẩn nha. Mình mới có test mấy ngày. Dây này da không zin nha, nhưng mà dây cũng da Nhật. Dây này hiệu phim. Dây chỉnh cổ luôn. Này mình thích về lên dây da đeo thôi. Đầu của nó đầu 18 không có gì. Đầu con này có đầu đầu dây 19 đó ta. Đầu con này 19 anh em ơi, đầu dây 19. Đầu dây 19 nha. Form của nó thì size 30-37 nha, cũng khá là ok. Càng là 42. Mặt là 10-11 ly. Dây còn dài lắm. Dây này còn khoảng tay 18 đeo được nha nè. Phá này về chỉnh lại trước nó hơi bị dậu rồi. Bóp cái lấy kìm bóp cái đầu vô chút nữa. Để nữa mình sửa lại nha. Dây tay 18. Nó ọc ra nè mà. Bẻ cái này vô nè. Lấy kìm bẻ này vô chút là bóp lại vừa. Rồi, cái mã này có giá 850 nha, mặt này rất đẹp. Mã số 4 là để cho anh em mình là con này là 750 nha anh em. Con này thì giá nó cũng bình dân thôi. Con này là con thương hiệu Robusta Sakara, tất cả phong gỉ nha, chống nước 100m ha. Mong đích sấy đàng hoàng nha. Dây đúc đặc ha. Chủ đề của nó là chủ đề đầu lâu xương sẩu nha anh em. Con cây kim dây là cây kiếm nha, có máu ha. Da quang thì rất là sáng nha, nhìn rất là độc ác ha. Đó. Con này cũng dạng có dựng kim khi chỉnh giờ ha, đóng vô chạy tiếp. Đó, có không chạy cót luôn. Bộ máy của nó thì máy này đó, giống như máy Nhật, giống như máy Miyuta, anh em nào thấy cái búa không? Đó, nó độc ha. Còn lên cót 2 chiều nè, nó lên cót quay qua quay lại rồi bánh gân cót cũng quay hết nha nè. Mấy cái dòng lên cót 2 chiều này là xài ngon rồi nè, nó quay chiều nào nó cũng lên cót được hết trơn. Thì máy nó vậy, máy đẹp sạch đẹp, máy nó mới trắng thôi. Chứ nó không tin nên dinh gì cho mình thì bán giá anh em rất là ok ha. Một con vỏ thép như vậy, đẹp, hàng có thương hiệu nha nè. Này nó hơi khó đóng chút chút. Này lộn cái máy quay. Xây thì con này còn mới cáo luôn, kính chưa chạy xước gì đâu. Nhìn độ mới thì nên tự sâu nha. Xây 38.000, 37.9. Dài là 45, rất là vừa đeo. Dài 13 ly. Dây ngắn nha, dây con này 17 quay là 16, 16.5 quay đầu nha nè. Dây ngắn ủng ha. Con này lên da đeo thôi. Này tay ngắn nè, gà vô cũng khó nè. Dây này khoảng tay 16 à, không được 16 năm, 16 thôi nha. 16 thì cái mặt này cũng rất là vừa nè, tại cái càng đó nè. Càng này thì anh em tay 15 đeo cũng vừa nữa. Tay 16 thôi. Tay nhỏ nhỏ đeo mấy con này lên ngầu, ngầu lộ luôn. Nặng vậy. Tiếp theo là một con rất là đẹp nè. Con này thì dành cho anh em nào mà có chơi đồng hồ cơ thường người biết nha. Cái hiệu này nền có xây nè. Nền của nó thì do thời gian để lâu không xài nó hơi dính dít, chứ xây được ha, nó chỉnh được hết. Mình mới xây giáp vòng đó nè. Đó, chỉnh lại 12 giờ đúng rồi, nó thấy không? Con này con Sabatio nè, đồng hồ Italy, lắp máy Citizen, máy Miyuta nè. Con này thì cũng bao chạy bao chuẩn cho anh em mình luôn nha. Nó có nấm rèn cổ chai ha, dòng chống nước 100m. Mặt vàng mở gà, kim cọc vàng, niền vàng luôn. Nó thì 1.8 triệu nha, y gan con Rolex. Đó, anh em thấy nó đẹp kinh không? Nó đẹp ha. Em nhìn kỹ cái đầu mi nó, mắt nó mắt này đúc đặc luôn anh em, chứ không phải mắt bọng ha. Đó. Rất là sắc sảo cái nước vàng này. Rất là đẹp ha, không bay nha. Đó, mắt nó dày cỡ này nè. Mong đích sao mà cái dạng giống Rolex luôn. Cái này mình không có dặn mở nắp cho nên con máy được nha, tại vì nó rất là cứng, mình không có đầu dặn của cái này, thua rồi. Đó, nó có ghi là Tainless Steel như thế đó, tất cả không nghĩ chống nước là 13, tương đương là 330 feet, rất là chi tiết. Thì anh em tin tưởng mình thì mua thôi, bán khách quen mình, đó, có mua hàng mình rồi, biết cái chất lượng mình thì mua, cái máy thì mình muốn bó tay mình không có mở nha. Đó, mình bán máy thì mình bán dạng như không mở. Đó.
chạy chuẩn nha, có canh gần 2 ngày nay là chạy rất là chuẩn. Bản này có núm ren và có hỗ trợ cót luôn nè, vừa auto vừa có tay. Mình mở ren ra xong mình lên cót nè, bình thường ha, mình rút qua nắp một mình chỉnh lịch thôi, mình chẳng xuống đó. Xong rồi đóng ren lại như nè, con này xài rất là ok luôn, hàng xịn đó. Chút hàng bình dân không, mình sợ hàng sao quét vô này gì đó mới cao. Thước này nó chống hơi hoài chẳng cứ ngắt à. Ngang nó cỡ khoảng 36 chấm mấy nè, là 6.5 chấm 4.5 gì đó. Thước này thằng này nó thành đích ra. Bữa này có để miếng dầu vô nó trơn lắm mà sao giờ nó cứ chịch, khó đâu không chết luôn. 36 đúng anh em, con này 36 xuống 4 đúng rồi, 36.4 43 mặt thì dày khoảng 12 ly 3, hai con này để 1.8 nha nè, dây dài lắm nha, con này đeo bao đẹp bao sang luôn, cái form này đeo rất là sang cái tay mình ha. Đó. Quá đẹp anh em, rất là xứng đáng nè, mới tin luôn á, chứ không phải là hàng cũ hàng chạy anh em, hàng đẹp ạ. Mà số 6 là để cho anh em mình 550 nha. Con này con cơ có hỗ cơ automatic, có cót tay ha. Đó. Nó có chạy cót, chạy cũng chuẩn lắm. Vỏ còn khá đẹp nha, nấm tính như đá ha. Đó, mặt này nó có cảnh ha. Lộ trước lộ sau nha, dòng skeleton ha. Thì nó không ghi nước nào, mình bán dạng như máy trắng thôi. Nếu mà em trắng thì anh em hiểu rồi, anh em nào thích thì mua chơi, chạy cũng rất là chính xác, lên cót là chạy ok nè, còn tích cót được hay không thì mình chưa biết, mình bán dạng là lên cót tay, còn cái búa này không biết tích cót được không mình không biết nha, búa nó có quay á, xe 38, 45, 13.8 chạy rất là ok luôn nè, chắc từ chiều qua tới giờ chạy đều không ngừng nha. 550. Con này cũng vậy nè. Con này cũng chạy rất đều không ngừng, lên cót còn ngon. Đó. Con này 650, con này form đẹp. Đó. Form này không có chữ nghĩa gì, không biết nước nào mà bán dạng máy trắng luôn. Đó. Con này búa này chắc ok nè. Búa này rất là linh động nè. Lắc qua lắc lại xây nè. Búa vàng bắt bốn ốc. Đó. Máy trước thì mình thấy chuyển động bánh răng cơ khí rất đẹp nè. Con này để cho anh em là 650, xe to ha, vỏ thép đẹp. Giờ quay những vọt ha, lỗ trước lỗ sau. Xoay ngang là 37.5. Chiều dài là 34.7.7, mặt chày 13 ly 2. Con này đeo rất là ôm tay ha, rất là đẹp. Đó. Con này tay anh em 16.5 tức là đeo vừa rồi nha. Rất là hay cái form này. Giá 650 thôi. Dây may đều tốt đàng hoàng nè, 650. Tiếp theo mà số 8 đã cho anh em con này là 550. Con này thì nó bộ máy nó có ghi là 33 dây nè, 33 chân kính nè. Qua ngày mới có nhảy lịch đó, thì lịch này chỉnh lịch 8-12 nha, tức là dặn là 8 giờ, dặn là 12 giờ nó qua ngày mới nữa đó, chứ không chỉnh lịch nhanh được ha, chỉnh nhanh bằng cách này thôi. Nó 8 giờ 12 giờ đó. Nó là cơ cót tay, ô cơ auto có hỗ trợ cót nha nè, 33 dây ha, mặt đẹp hơn cũng giống như Rolex nè. Đó, dây nè làm ghen luôn, mong đích sấy đàng hoàng ha. Đó. Máy thì mình có mở sẵn rồi, máy này nè, nó này nhìn ha. Đó, rất là ok luôn. Đó. Quay nhẹ nhàng không khó hết, chung con này đeo chạy chuẩn nè, con nào chạy chuẩn thì mình báo chạy chuẩn nha. Anh em nào thấy ưng bụng thì mua thôi. Đó, con này máy móc nó dày bạch luôn, máy tốt, có 550 thôi nè, được cái form dáng kiểu Rolex, máy cơ nữa, đeo khỏi thay pin, chạy ngon lành thôi. Xe ngang cũng 36 nha, dài là tầm 43, mặt dày là 13 ly, bề dây dài zin hết nguyên cây, giá 550 rất là rẻ, phá bóp thôi. Đó.
dây thì còn khoảng 10 tay 18 được, còn xả ra được một lỗ nó 18 thôi. Đó, mặt này tay nó nhỏ nhỏ thôi, mặt 36 này tay này 16 đôi về thôi đẹp. Tiếp theo là con số 9 này để cho anh em là 450. Con này thì mấy con giá rẻ dưới 500 thì mình không bao chuẩn cho nè, nó bao chạy thôi, chạy còn chạy bình thường ha. Nó bú hay cũng lắc cũng có giống nhất nha, nó lên cót thôi, lên cót tay chạy nha. Bốn năm mươi này mới tinh luôn nè, dòng cơ lộ ha, cơ này tính cơ máy trắng nè, đó nó không có ghi gì hết, tính máy trắng thôi. Vỏ này dây vàng đẹp ha, vàng trong vàng ngoài hết nha nè, nó nước sẽ vàng luôn ra, vàng luôn cả cái này luôn đó. Đã thật chứ, con này đúng là vàng đồng bộ, chỉ có cái nắp này là không vàng thôi, mặt giống như vàng hết. Bán anh em có 450 thôi, mua đeo trải nghiệm đồng hồ cơ chơi đó, dây dài ha, khá là hay nữa nè, có 450 mới tin. Tính là tính cờ gót tay thôi nè, cái búa này lên tích cót không là mình không biết nè, có quay đó, nó khô rồi, nó tính cờ gót tay thôi, lên cót là chạy xài, chạy từ chiều qua giờ luôn. Em sáng đi làm, ví dụ sáng làm mình lên cót xong mình về tới tối nó cũng còn chạy nè, tối mình để đó, lên cót lần nữa, xài cót là vậy đó. Tiếp theo con này chạy pin, con này mã số 10 để anh em 550 nha. Nói chung con này dây dài giá nó cao, dây ngắn cũng con quay ghét này mặt có sức lông mèo ha. Dòng này nó chạy kim chính là cái kim nhỏ bên này ha, còn kim đỏ là kim chrono gap nè, bấm chạy nè. Đó. Bắt đầu chạy ha. Đó. Ở trong bảy màu quá ha, rất đẹp ha. Bấm dừng nè. Đó, bấm con này chạy về ha. Đó. Còn mình rút cái này ra thì nó mà chỉnh cái kim là được rồi nè, nó chỉnh được nè, mình chuẩn cho cái kim này nó ngay lên đây cũng được đó nè, đó nó ngay lên 12 giờ luôn đó, đóng vô đó, thì bấm nó chạy thôi, thì set kim dùng 12 giờ đó. Con này dưới đây hai kim, nó hai kim đây là 2, 4, 5, 6, 7 kim ha, bấm dừng đó, chuẩn bài nha, quay ghét ha, dây đúc đặt nha nè. Con này dây cũng ngắn bán rẻ, anh em mua đeo chơi thôi, chỉ dây dài mắc C39 dòng 40 98, càng có 42 thôi, mặt dài 10.5, dây đúc đặt ha, dòng quay ghét nè, nó chuẩn hãng ha. Dây con này hiện tại thì tay mình đưa vô không vừa nè, mình tính tay 16 thôi. Đó, dây này 16 nha, dây này 16 em mua đeo, càng nó ngắn ngỗng à, càng này tay 15 năm đeo cũng vừa nè, thì với mấy ông Nhật không mới thu lại ngắn vậy đó. Đó thì mình đeo lo cái càng cho anh coi nè, đó, càng có 41 thôi, 41 này tay anh em 14.5 đeo cũng vừa nè, bởi vì cái dây ngắn không thành vấn đề. Nếu dây dài thì mấy anh tay lớn đeo được, còn dây ngắn thì tay nhỏ thôi, có 550 còn 7 kim nó quá thời rồi nè, 550 được còn 7 kim nó vỏ thép này quá ngon, tương đối ngon. Tiếp theo để cho anh em con này rất đẹp ha, một con hệ foam Rolex nữa, chạy pin ha, con này góc này có chạy miếng xíu này ha, có chạy ha, báo chạy nha, đó, chạy cái sát kính này chút, còn như đẹp hết nha. Con này không chạy thì bán 450 ha, chạy miếng giảm 50k cho anh em tính kính hoặc để đeo ha, chạy nhỏ không có ảnh hưởng gì đâu nè, chạy sát cái góc này nè. Đó, chạy đường nữa ha. Còn lại đẹp nha anh, con này cũng mới lắm, em thấy nước xì của nó nước mạ không, rất đẹp ha, Win Win nó của Citizen này đó, nhìn bản này lắp ráp ở Hàn Quốc luôn nè, Korea ha, rất là ok. Còn mấy can anh em, con này giống như hàng hộp mấy cui mấy chát, dây đồ ngon lành hết, bốn xị rất là xứng đáng đồng tiền nên bỏ ra anh em, dây dài nha. Đó. Con này mình đeo ha, đẹp lắm. Form này cái form rất là nhiều anh em thích, nó rất là đẹp nha. Đeo sang tay lắm. Giá 400 nha, đầu mi mới đẹp chưa mòn.
xe ngang 34.6 nè, 34.6. Dài là 44 hoặc dài là 9 ly. Con này để cho anh em 4 xe nha. Tiếp theo con 12 là để cho anh em mình 400 luôn. Con này nó có rất là nhiều lực như nè. Cái đầu chỉnh của mình đâu ta? Con này thì nó có lịch tháng. Lịch tháng để mình lấy cái quay chọc xe mình chỉnh như nè. Mình sẽ test lịch tháng cho anh em coi chơi nha. Rất là hay. Quay chọc xe mình chọc vô đây. Nó lịch tháng đây là tháng 2 nè. Tháng 3 nè. Tháng 4 nè. Tháng 5 nè. Đó, cứ chỉnh tới thôi. Lịch tháng, lịch ngày, lịch 24 giờ lịch thứ nha. Một cái đồng hồ pin rất là nhiều chức năng nữa nè. Hàng còn siêu lông chưa bóc nha. Đó, độ mới hoàn hảo nha. Vậy anh em tự bóc nha. Đó. Bản sản xuất tại Nhật nha, sơ băng nha. Tép không nghĩ toàn bộ nha. Độ chống nước là 5 ATM, hàng Philip Morris. Dây da bò đàng hoàng hết năm. Đó. Dây thay mới à, pin cũng thay mới, anh em về chứa lên tay là xài thôi. Kính chưa chạy xước. Con này có dạ quang nha nè, dạ quang nó sáng. Đây, dạ quang nó rất là ok luôn. Cái gì chứ hàng ngon á, thép trắng tinh luôn, đẹp. Xe 35 ngang nha, tay nhỏ, tay vừa, 42.6, mặt dày một đúng 10 ly nha, rất là nhiều lực ha, đẹp. Đây rất là lịch sự, nhìn rất là hay ha. Còn mới tinh đẹp nghề có 4 xị nè. Tiếp theo là một cái phone Golet nữa, con này thì giá 450, con này mình muốn có giảm nè. Đó, con này thì một con Citizen dòng CW nè, dòng này máy vàng luôn á, đời mi còn vàng khè luôn nè, nó có nhâm nhâm nhỏ xíu, có sử dụng rồi nha, dây thì tuyệt đẹp luôn đó. Dây lúc đặt dây này cái mắt nó làm dày lắm nè, đời mi em thấy không chóc miếng nào nha, nó rất là đẹp ha, nắp dàn dặn nè, nó thép không gỉ toàn bộ ha. Citizen GN4S, con này vẫn có dạ quang nè, mặt nó kính nó hơi lầu nhẹ đó, trong queo luôn ha. Dạ quang thì rất là sáng đó. Lịch nó ok ngày 13 tháng 10 nha, nó test luôn nè, dặn xuống là lịch ngày nè, dặn lên lịch thứ nè. Mấy con này rút ra chút xíu mới được, thứ làm gì mình chưa dặn được ta, mình trẻ qua đây chút xíu đó, thứ chỉnh bình thường nè. Ok hết nha. Chắc hồi nãy nó chưa qua mất 4 giờ nè. Cái này chỉnh giờ bị sai. Này là 6 giờ sáng rồi đó. Nếu mình chỉnh nó đúng thì chỉnh lên 12 giờ nó không có nhảy nè. Chính xác nè. Hồi nãy là nó nằm cây kem giờ ngay nút 4 giờ bị chỉnh lịch thứ không được. Lúc đó đang chuyển vào lịch. Nó còn dính vô lịch nhanh đó nè. Thôi là nó chưa bị hư lịch. Đó. Đúng là 4 giờ chiều là mới gì mới đúng nè. Nó 4 giờ chiều gì rút ra chỉnh lịch thì bình thường đó, chỉnh là qua liền, chỉnh giờ bị ngược bị lộn hết muốn hết 12 tiếng rồi, ok hết nha. Con là 36 ngàn, 41 dài, 87 ha. Con này đẹp khen không, của mình gửi mấy con đó đeo mới sang đó. Tiếp theo một con Phật Ma nè, con này thấy gì, cái kính nó kính sapphire nè, kính nó không dày xước. Dòng Phật Ma Citizen đời mi còn đẹp nha, dây đời mi nè, đẹp căng ha. Dây bên đây cũng vậy nha, đó. Bản này nó sẽ làm cho xe Nissan nè, nó Nissan UD Diesel, dòng Nissan chạy dầu lửa ha. Citizen, nó Watt, GN4S, sản xuất tại Nhật nha, đó. Bản thép không gỉ nha, tan lít tiêu toàn bộ ha. Rất là đẹp nha nè. Bản này mình cũng có xe cho nên là 400, còn 400 ngàn thôi. Bản kính sapphire dây dài 333 nha, dài là khoảng 40-39 thôi, dài 6-5. Con này dành cho em tay vừa tay nhỏ đeo rất là hay, dây còn full dài đó. Dây còn dài mênh mông đó. Bản này anh em tay 16 lên rất là đẹp đó. Em thích cái form mà đeo mi thì anh em chọn cái con này, 3 kim 1 lịch đó. Đơn giản mà thấy nó đẹp.
Dạ quang thì vẫn có. Tiếp theo là về được con đô nữa nè. Con đô này còn mấy ken sa beng kính sa phê ha, dòng xe cô đô cao cấp ha. Rất là đẹp ha, mấy cao cạnh luôn. Bọc vàng là 30 microgram nha anh em, SGB 30 ha, đó. Dòng xe cô đô nha, đá nguyên. Kính sa phê ha, rất là đẹp, mỏng ha. Nước vàng em thấy 10 điểm luôn. Đó. Dây nè. Rất là đẹp ha. Chết bà con đô này chưa dán giá anh em. Con đô này mình để cho anh em là 550k đó nè. Anh em nào mua là 550k nha. Con đô này bán 550 đó. Xe 31. Mình sửa cái máy quay lại nha anh em. Đó con đô này anh em nào mua để 550 nha. Bằng giá con đô không thôi. Rất là đẹp ha. 550. Mỏng tăng luôn. Cái này chỉ 5 ly mấy thôi, 5 ly tư. Đeo bao đẹp bao sang ha. Nhất là anh em thích sự mỏng nhẹ, gọn, có thương hiệu. Mã 15 này để cho anh em. Con này 500. Con này bản này bản cao cấp nhất của con này. Dòng game mono kính này không chạy xước luôn cái này, đẹp lắm. Anh thấy độ mới không? Đây. Đẹp căng ha. Con này cũng vậy ha. Đó. Mặt sau nè. Bản này bản thép không gỉ nha, máy H415 có là dạng nguyên nha, lắp ở chung hết nè, chống nước 100m, ba cốt chỉnh nè, thép không gỉ nha, rất là đẹp luôn. Đang dây chỉnh á, dây đúc đặc, dây dày, con này anh em 500.000 anh em đeo là xứng đáng đồng tiền. Dây 17.5 đeo còn rộng, rất là ok, còn dáng đẹp, mới tinh luôn, mới mấy giây này nè, cũ mình bán 450-400. Là hàng đẹp, hàng ken thì giá nó cao 50.000 giống như bỏ thêm có mấy chục ngàn mua được con mới rất là ok. Ngang là 38 nè. Đâu thì trúng như cái nấm rồi, 38. Dài của nó thì rơi vào 44 rất là vừa đeo ha. Dài có 9.4 thôi, dây đúc đặc nha. Rồi khoảng này nè, 5 xị. Mặt nó hai lòng, đó đẹp không? Mặt đen đen. Tiếp theo mình có con này 400, con này dạng ươm luôn nè. Con này con Citizen EcoRide, dùng năng lượng ánh sáng ha. Tất cả là cái nguồn ánh sáng này chuyển qua thành pin như nè. Ánh sáng đèn, ánh sáng ban ngày và ánh sáng mặt trời. Đó. Bản này bản kỷ niệm sản xuất tại Nhật luôn nè. Đó. Rất là hay ha. Bản kỷ niệm OTTS gì đó. Không biết như nè. Đó. Đúng rồi. Dây khóa là dây da bò đàng hoàng. Hàng này hàng pin năng lượng nha. Xe to hết nè. 4 xị. Xe 35 đó. 41 dày là 77 nha. Con này mặt vàng khác đẹp lắm, 400.000 thôi. Pin khỏe nha. Con này thì con này mà nó mà ngừng anh em phơi nắng là chạy tiếp nha. Thì nhiều khi mình đóng trong hộp gửi đi xa 3-4 ngày nó không có ánh sáng vô thì nó sẽ ngừng chạy nha nè. Đó, mà đưa ra ánh sáng này chạy bình thường lại hả? Nó eco ra nó hay chỗ đó đó, chứ không phải là pin yếu nha. Đó. Chạy một giây đàng hoàng hết nha nè, bao anh em chạy ngon luôn á, để từ qua giờ chạy rất là ok, hàng đẹp á. Để mình kiểm tra tin nhắn cái nha, có ai gửi tin nhắn cho mình cái gì. Rồi tiếp tục nha nè. Con 17. Con này để cho anh em là cái giá là 650. Con này một con Citizen Excel nha nè. Con này thì bán cho anh em giá rất là bình dân này. Dòng ẹt này ta bán 7-800. Bắt cốt ốc nha nè. GN4S đàng hoàng ha. Đó. Dòng vỏ đá, kính sapphire, mặt màu đen ngoài có vân gỗ đẹp lắm. Citizen Excel 650. Con này sẽ có xe ngang là xe 26.1. 34.1. 6 đi đúng nha. Con này để anh em 650. Đó. Lên tài đeo rất là hay nha nè. Gà vô đeo thôi. Có gì. Đó. Vỏ đá kính sapphire. Dây thì kiểu vàng đồng luôn đó. Cái màu nó không có vàng mà không có đỏ ấy luôn, màu sậm sậm nè. Nhưng rất là hay, thích màu này thì nên lấy. Vỏ đá kính sapphire 650 thôi, Excel.
nó xây cái ngang là 26, dài là 34, dài là 6 ly. Tiếp theo mã 19 18, chứ 18 mình để cho anh em con gờ sóc này có giá 550, gờ sóc thì mình không biết giá trong lô phần là bán luôn thì bán đại vậy đó, 550 bằng mấy con gờ sóc trước thôi. Con này cũng còn mới cáo luôn anh em, nhìn cái mông nó biết liền anh em đó. Bản này lắp ở chung nha, chống nước tới 23 lần, chung đèn nhiều sáng thật luôn anh em đó, chức năng này đủ không, bóng nó chạy chạy đẹp lắm. Này mình chưa biết, chưa chỉnh giờ nè, chưa khám phá ha, anh em về tự chỉnh nha, nha. Đó, có nhiều chức năng lắm, nút bấm được hết nè, nút này đèn nè, đó, sáng thật ha, đó, nút này, cái này bấm cũng được nè, nút thì không có chai cứng gì đâu, mình bán mấy con này là ngon lành hết, mình mới bán nha, đó, nút bấm được hết trơn luôn á, đó, nút nhồi hết nha, hàng hư, hàng giả không có bao giờ bán nha nè, bán cũng bị trả lại thôi. Rồi con gà sóc này anh em nào vừa gành hàng này chơi còn đẹp keng á, chung mà chưa mòn chưa gì, mấy cái sơn này chưa mòn, ok hết nha, giá 550 thôi, xây ngang đo hai cái gù luôn 46 thôi, không có bự, mấy con điện tử gì là không có bự nha, nó chưa qua 50, nó càng 50 thôi, dày 14 ly. Rồi gà sóc nguyên con dinh gì có giá 550 nha, đèn sáng rồi đẹp gà sóc. Tiếp theo là mã 19, để cho anh em con này, con này bán sát giá lắm rồi nè, không có trả giá mà không bán đâu, mình để gì luôn. Con này 650 anh em trả xuống sâu sao bán nổi. Kính sapphire, đá ceramic đó, test note ngon lành đàng hoàng, đeo ok luôn nè, nó cái gì bằng thép đá nó ốp đây, lịch nằm đây ha, ceramic kính sapphire, dây dài nó mắt nào cũng có đá hết nha, đá từ đầu đến cuối luôn, trừ cái phá thôi, dây còn 17 năm đó. Con này tay mình đeo vừa, rất là vừa luôn nè, rất là mỏng đẹp đó, nó ok nó qua luôn, nên mình tay trắng trắng đeo sang cực kỳ luôn, tay anh em nào phải 16 năm đeo con này đẹp lắm, giá thì bình dân thôi, kính sapphire hàng ngon, xe ngang nó 34.5 16 luôn, càng dài là 38 ha, độ dày mặt là 71, con này để anh em 650. Tiếp theo con này mình sell cho anh em là còn 320 nha, một con đồng hồ phơm lặn á, hiệu HL, chạy máy của Citizen nha, mong đích sấy nha, xài cũng pin 920 luôn. Con này thì nó có niềng xay, mặt đẹp, xay to, 300.000, 320k thì anh em sẽ sở hữu được một con chống nước cao, phơm dáng cũng khá là đẹp, đẹp theo cái phơm lặn mà nghe không, nó vậy thôi, dây cũng thay dây mới, pin mới hết, lên tay thì xử thôi đó. Cũng rất là ok nè, nó nhìn nó sáng tay lắm nha, đẹp ha, góc cạnh đầy đủ ha, xây là đeo đo cái này thôi nha, xây 39 nè, nếu đo dưới đây chắc được 40 đó, 398 40, độ dài 46 rất là vừa đeo, 11 ly. Rồi con này máy tinh luôn, gì có giá là 320k, kính này chưa thấy chày. Tiếp theo là con đồng hồ này bữa anh bán gầu nha anh em, nhưng mà anh khách của mình ảnh đổi lại con khác, anh gửi lên đổi con khác mình bán lại 550, rất là nhiều người chốt nè đó, bữa nay ai nhanh tay chốt lại được đó. Con này phong dáng rất là hay luôn đó nè, con này nó thiệt, bữa anh kia anh đang nghĩ mình ảnh mua đội mua 600.000 luôn đó, nhưng mà mình bán lại vẫn bán 550 nha, thì ai nhanh tay để mua được đó. Là mặt rất là đẹp ha, số lộ làm nổi luôn nè, nó nguyên một miếng thép, nó CNC luôn. Còn cái vàng đồng nằm đây là nó kim đúng, con này nói chung đeo lên tay rất là sang và đẹp luôn, chuẩn hãng khác không nghĩ nha đó, Italy design là có nghĩa là được thiết kế bởi người Ý nha, Italian đó, Sabango hiệu Ariano ha, ngang nó 35 nha, phong tăng đẹp, dài là 43 đó, ai thích phong tăng này như quốc con này đúng bài, cái nó nhìn cũng ghiền đó, 550 không thể bỏ qua nha nè, rất là đẹp, sang trọng, nhìn nó quyền ảo, 550. Tiếp theo con này cũng giảm cho anh em luôn, chủ nhật cũng sale cho anh em 550. Anh em xem kênh nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha anh em. Đó. Thì anh em đăng ký kênh thì lần sau mình phát hành clip mới thì anh em sẽ nhận được sớm, vàng còn đẹp keng ha. Ngoài trừ ngay chỗ này có mòn chút xíu siêu nè, đó. Còn lại là vàng đẹp hết. Đó. Nhất là mấy cái mắt bên này nó đi rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Thì có sao báo vậy thôi.
mặt mày ok ha, cái niềng này chưa mòn nha, cái niềng này còn đẹp là ok nè, mặt tiền ngay mặt tiền nó còn rất là sáng đẹp trong veo, thấy cạnh không, chưa miếng xước cũng vậy nha, vỏ thép núm vàng keo luôn. Con này chống nước tới 200 mét nước nha, nó 200 mét nước tất cả hết phòng nghỉ nha. À tại lít tiêu đồng hoàng nha, tại lít tiêu nha. Engine này xây 37 nha, càng là 46, mặt dày là 17 nha, dây xương cá đúc đặt đàng hoàng nha, nó phá hai lớp luôn, rất là bảo vệ cao. Dòng engine dòng lạnh, nó xương cá này đeo lên tay mấy chú lớn lớn rất là thích đó. Không vàng này nhìn rất là sang nha, đẹp ha. Dây này còn khoảng tay 17 năm quay đầu thôi, cho nó thoải mái. 17 năm thì đủ rất là vừa rồi, ngày 18 thì miễn cưỡng thì vẫn đeo được mà hơi chặt. 17.5 con này có giá là 650, cái chợ quen cho anh em coi luôn, kính đẹp nha, con này mặt đẹp kính đẹp. Tiếp theo là mẫu này có giá là sale cho anh em là 450 luôn, con này là máy thị sĩ nha, con ghề Noma ha, ghề Noma máy thị máy vàng, máy nó to máy giáp đích luôn, mình có chụp hình lại. Con này máy đẹp, bữa mình nhưng mà có chụp cái con này lại máy nó vàng mắt đẹp lắm, cho anh em coi máy chơi. Con này cho con máy thì dễ bán, nó ngộ vậy đó, đâu mất tiêu rồi ta. Đây máy nó đây, máy nó giống như máy trên mấy con CK hoặc là mấy con mà đồng hồ mà gần Movado á nè, máy thị máy bên đó, đó máy này nè, máy vàng hẹo luôn, đẹp lắm. Thì mã này để cho anh em 450 nè, con ghề Noma này, xe ngang của nó cũng khá là ok nha, xe 33.5 gần 34 ha, 38 78 anh em là thích sửa nhỏ gọn mà máy thị sĩ ha, mâm tích sấy nè, thì mình chọn con này rất là đẹp nha. Nó thích có bộ máy lớn thì quất mấy con này đeo rất là thanh lịch nha, tay nhỏ nhỏ cỡ 15 năm 16 mà đeo con này rất là hay, 450 rồi, hay gì pin thay mới hết rồi. Con phom lặn này mình cũng sale luôn 320 luôn bằng con kia ha, con này của Vega Citizen nha, 100 mét nước ha, còn rất là mới đó. Con này nấm ghen nha, nấm ghen cổ chai ha, dặn ghen mình chỉnh thôi đó. Dặn lên là ngày ha, ở thứ xuống là lịch ngày của chức năng nha, con này hai lịch ha, xong chỉnh cái gan lại đó, này có xay nha, này xay này nhẹ nhàng thôi, không nghe tiếng động luôn, có dạ quen luôn, cái dòng lặn này dạ quen nó sáng. Con này xay thì cũng ok, sẽ to cũng 40 bằng con nãy thôi, 43 9 ly rưỡi nha. Rồi con này có giá là 320. Mã này có giá là 850. Con này con Busat nha, con này con hiệu của một thương hiệu con của Seiko, nó chạy máy của Seiko. Máy ép sành. Con này nó có kim châu nha, cái kim nó lúc nào cũng chỉ ngay cái số 300 này hết đây nè, bấm lúc này nó châu nè. Còn kim chính của nó là kim cúng nha, bạn chạy ha. Em thấy kỹ nha, nó tới dưới đây có hai game nhỏ lắm, nó có A slam mà mình không biết chỉnh bó thức nha, mình bán từ xử ví dụ bó thức nha, ba slam như con này thì bó tay không biết chỉnh lúc nào nữa, bấm này bắt đầu cái kim châu nó chạy nè đó. Đo ta này mất chi 3 xe 1000 luôn, không biết là nó có vụ gì nha, bấm nó dừng, cái này nó vậy đó nghe nè, cái chức năng con này nó bóng nó giật 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 cái hồi nó chạy tên khúc nó giật cái nữa đó. Nó đâu có gì nhiều lắm, cái này mình không biết gần chỉnh cái nó bóng hồi nó mới vòng về được đó, chạy nữa cái này không biết sao nghe nè, tự xử vụ này nha, món hồi gói loạn tiền đình luôn rồi. Đó, đảo về nè. Đó. Sao nó chạy hoài vậy ta? Nó dừng. Cũng nó nhảy tới vậy mất. Con này để tự xử sao đây. 850 con này. Giờ ngày chạy ok hết. Nó rút nấm này nó về vậy.
đó đó, test lực cho anh em coi nè, chỉnh ok hết nè. Còn hình như có sử sử dụng nấm nữa ta, nấm nó mới về về được. Thường thường nấm rút ra nắc hai nó mới về về, mà còn nấm nắc một là nó về. Chỉnh của nó anh tự tìm hiểu sao anh nè. 41 càng con này không biết đo chỗ nào nè, tính ngay chỗ đây đi, càng 40 nó dây nó gì nè, đẹp con này, nó ôm tay đẹp lắm nha. Con này ôm đeo lên tay rất là sang và đẹp luôn, kiểu dáng nó hay lắm, nó rất là ngầu luôn á. Hàng này ngon á, dây này cỡ 18 chắc được, 17 năm còn rộng nhiêu đây nè em, rất là đẹp ha, nặng tay lắm. Dây nè, máy tinh luôn nha, con hàng mát 850, con buộc sắt này 7 kim nha, mấy cái đèn hồ nhỏ trong nhìn nó 7 màu luôn nè, những cái gì cũng làm đẹp lắm. Tiếp theo là con này, con T-Med này, để anh em sell em 600 nha. Con này bản gì cao cấp nhất của nó rồi, nó mới có mấy bản 6 kim nữa, mà bản 3 kim thì bản này mình thấy là 3 kim này là dữ nhất của nó rồi đó. Nó chạy rất là ok nè, chỉnh nè, mình dặn khỏi cái khu vực này cho anh em thấy nha. Con này có đèn nè, có đèn nha, khi vô bóng tối mình bấm miếng con này nó xanh nè, thấy mình thấy mình giờ ha, có đèn có lịch luôn, cũng có nắp một thì chỉnh lịch thôi đó, lịch chỉnh chỉnh được hai chiều luôn mới hay, mấy tỷ mét đúng rồi, hát được đó, chỉnh lên chỉnh xuống được luôn, rất là độc ha. Xe ngang là 42 nha, năm càng là 41, 51, mặt dày là 11.2, con này nguyên con nha, năm nguyên con bằng thép không gỉ luôn, sơn đen ha, sơn đỉnh điện, dây dây zin của nó luôn nha, đó tỷ mét nè, dây nó dày cui luôn. Nói chung con này ngon lành trình đạo, đeo đẹp lắm. 600.000 được mua con này rất là ngon nè, tại nó zin hết, bộ dây hầu rất là chất lượng. Con này cũng sale anh em luôn, con này Bulgari chạy máy Nhật thì mình sale anh em 400. Con này nói chung nó đẹp, mà thấy cái mặt nó ở trong nó có một cái vết bẩn hay nè, vết bẩn đó anh thấy không, nó mình có quay nè để giờ em thấy nè, có anh đèn chiếu vô thấy cái vết bẩn nè. Hai mươi chín ha, 42 đó, anh em nào bỏ qua cái lỗi nhỏ thì mua em đeo chơi 80 gữ, nó khép nguyên con hết, dây đúc đặt ha, nắp bắt ốc luôn, nhìn rất là uy tín ha, đó đẹp lắm. Con này đeo nó bao đẹp cho anh em luôn, lên tay mấy cái form dáng này nhìn nó sang, tại nó hàng này hàng Bulgari máy Nhật thôi chứ không phải máy thị đâu, dáng này đeo rất là sang cái tay cổ tay mình ha, nó đẹp ở trong mới làm mặt cái khía này. Con này ngang của nó ngang 29 này nè, cũng khá là to ha, dài là khoảng 42, dài là 80 gửi thôi, con này dây còn dài lắm nha, dây còn dài khoảng tay 18 hơn 19 được. 4 xị, con này cũng sale 4 xị luôn, con này thì cái dạng nó là độc lạ thôi đó. Hiệu Sirin gì nè, máy Nhật, máy của Epson á, máy Epson Seiko, lúc rồi mình test cho anh em coi nha, dặn nè đó, hay không, thứ tư nè, thứ năm nè, thứ sáu để mua tên nha, đó. Đó, thứ bảy nè, ngày chủ nhật nè, dàn số lịch ngày nè, đó, được ngày nhảy thành tách luôn đó, lỡ hút à, cho về lại luôn, được ngày chỉnh nhanh mà sợ gì, 12, 13, rồi chỉnh, có dạ quen luôn ha, xây cũng rất là ok, cũng nhỏ nha, số 38, 45, 92, mà để cho anh em mình 4 xị. Dây này mình sẽ tính cho anh em là 16.5 nha, 16.5 thôi, 16.5 đều cái form 38 là rất là vừa, đẹp lắm, mới tin luôn. 400.000, con này 4.2 nè, con này con Citizen Phọc Mai nè, con này để ý kỹ sát cái diện trên nó có bị như bị chóc chóc, bị dơ dơ chóc chóc xíu, không có sao nè, mình có tháo mình coi thử là không bị gì ha, tại nó cũ lâu đời nó bị
mặt đây còn rất là đẹp như nè, kính chưa về trước đâu, dòng này kính sapphire đó, đẹp lắm, lịch chụm chỉnh ok hết, vỏ vỏ đá nha, con này vỏ đá đẹp lắm, dây này chưa mọt còn vàng ngon nha, đẹp ha, vàng trong vàng ngoài hết, xin luôn citizen ha. Đó, con này SHA là đời vỏ đá đó nè, dòng sản xuất tại Nhật luôn ha. Phọt ma có 4C2 thôi, được con vỏ đá phân tăng đẹp có lực luôn, xe 296 xe to tính 30 đi đó, 30 x 38 rất là ok, 7 ly 9, con này dây cũng còn khá là dài, dây này 17 năm mình đeo được mà, anh em đeo vui vui thôi, 17.5 mình đeo vừa luôn, vừa tay luôn đó nè, rất là vừa ha. Bọc ma Citizen màu vàng đồng vậy nè, cứ giá là 420 Citizen bọc ma tiếp sapphire giờ đó. Tiếp theo con này, con năng lượng này mình để cho anh em là 550 thôi, sell lên bữa bán 600 này bán 550 nha. Con nghiêm lên bên đầm nè, mặt trắng có cái dằn sấy như nằm đó, vỏ là vỏ sơn đen tĩnh điện nha, vỏ là vỏ thép chứ không phải vỏ xi, mong đích sấy nha, nó chống nước và nó mang tới em đó, đang định tiêu mấy nhận lập ở chung rất là rõ ràng chi tiết không giấu giếm nha. Bên mình luôn công khai cái vụ mà lắp ở chung mà ở này kia nè, cho nên mua nó đúng cái ý muốn mình. Để nhằm ngừng người ta hiểu, người ta không có quan tâm đến cái vụ lắp ở nước nào, chủ yếu hàng mới đẹp cho tôi chơi thôi, còn mấy có mấy chú thì thích ở Nhật thì mình chọn mấy con ở Nhật. 42 47 12 ly 3 ha, con này in lên bên đầm này để là 550, xe to đeo đẹp đó, mới tinh luôn, kính chưa một vết xước, pin năng lượng kim nhỏ là kim dây nhỏ là nằm đây đang chạy ha. Còn cái kim dài này kim chono gap thì bấm nút nào nó chạy kim trôi nha, năng lượng pin kim trôi nha, pin khỏe hay mới chạy nổi nha nè, pin không khỏe thì bấm vô nó dừng hết hai cái kim lượt luôn nha, nó bấm nó bấm khi mình kết thúc mình đo bấm nó đứng yên, bấm này nó chạy về. Cái mặt này nhìn kỹ nó có 7 màu luôn anh em đó, da trong rất đẹp ha, đó chứ mà trắng không nè, đẹp lắm, lịch nằm ở góc chéo 4 ngữ, 5 xì ngữ nha, dây đã thay mới rất là đẹp. Con này để em 650 luôn, con này sell tục đá quần luôn nè, con này thời không lấy hàng con này nữa, lấy cao bán lỗ. Citizen Ecuray nè, dòng này đầu dây 20 nha, về mình lên dây da đây cũng rất là ok nè, phơm 265 dài là 37.4 7 ly 6 nha, dây dài lúc đúc đập, dòng Ecuray kính chưa chạy xước nha, một lịch ha, dòng đời mới đó, dòng này con này mà phá đầu zin hết nha, em mua mới 5-6 triệu con con cái vết nè, không có rẻ ha. Còn giống gì mà đồng hồ pin đó, điện máy xanh đang bán con hồ pin giống gì nè, 3,5 triệu chưa tính năng lượng đó nha, con này dây tới 18 hơn năng lượng nên phải bỏ ra từ giá 6 triệu tới 7 triệu cho đồng hồ nam, xăng sale thì có thể được 5 triệu, scan xăng sale thì được. Con này để cho anh em là 250 nè, con này sale cũng tụt quần luôn, dòng A Watt nè, dòng này thì nó là đồng hồ của Bỉ đó, đồng hồ của Bỉ nha, máy Nhật ha, dây nhựa, mặt nhựa luôn, nó này có xay được cái chất lượng nó tốt nha, chạy máy Nhật đàng hoàng, máy bự, nó có dạng này cũng có dạ quang á, hồ xịn mà, nó nhựa cho anh em mua mấy triệu con chứ ít đâu, bấm nó mà cho nó gắt nó chạy nè. Này hàng này lúc điện máy xanh nó có bán nè, nếu anh em có chơi hiểu biết ý mình nấu chứ không phải nấu khác, anh em giá nó cao lắm, nó tiền triệu mấy triệu con chứ mấy vỏ nhựa mà đồ dởm thôi anh em, nó giống như DW kép 44.5 53.5 14 ly 6, con này có giá 250 thôi, dây dài em đeo vào cái dục nó đem xem giờ hàng ngày, hoặc là mình đeo đi làm những cái công việc mà có cái da chạm mạnh, mình sợ đồng hồ mất tiền thì nó hư, mình đeo mấy con này nó nhẹ nhàng thôi, mà mình vẫn có cái đồng hồ đẹp mình đeo đó, đi du lịch đủ nhẹ nữa. Đó, 250 thôi. Tiếp theo con này mình để cho anh em 650 nha, con này con Citizen kim kiếm nha, kim kiếm dòng này nói chung là Ecoray nè, năng lượng ánh sáng ha, radio control nó có 3 nấm chỉnh,
sơ lưng thì nó có bị gì anh em đó, để lâu ngày cái này đè xuống, khi mà để lâu nó gì đó, bị gì nó chạy nó mòn ngay cái chân giữa đó, không thấy nha. Còn hai bên thì vẫn còn cái chữ mình đọc chuẩn hãng nha, kính Sapphire chạy chuẩn nha. Con này về quan sát cực kỳ luôn, dòng này mới cao tiền nè, Ecorai kim kiếm mặt đen đẹp nó hai lòng, dạ quan xanh xanh dương luôn, size 38 năm đó nè, càng dài là 42 năm, mặt dài là 19.1, 6 xì gữ. Dài hiện tại của nó thì còn khoảng tầm này 17 được, 17 được nè, 17 năm hơi chặt nhẹ, 17 vô tư nha, xuống 5 ly nữa là được, 650 nha, hàng còn đẹp nha, còn nét căng nha. Tiếp theo là để cho anh em con này, sale anh em 270 luôn, con này con trăng sao hiệu Yemi mặt còn trong gieo ha, con này mong đích sấy nha, nó dây thì cũng khá là dài, ok hết nha, chạy máy Nhật nha em, nó có lịch trăng sao, lịch ngày, lịch thứ, nền trên này nó có những cái vết lấm tấm nhẹ thôi, không có gì ha. Cái bên này nó có mọn miếng, nó lộ cái lớp xi ra màu vàng thôi nè, đó tình trạng báo rõ ha, có 200 mấy thôi, mình được con trăng sao, mặt tiền nó đẹp nha, xe 40 46.4 9.8 270 thì có con trăng sao à, trăng sao mà anh em mua cái dòng này của Casio thôi chứ không cần mấy cái hãng lớn nữa thì cũng khoảng mấy triệu con, 2 triệu mấy mới có hàng ha. Con này dây 17 được nha, 17 dây ca 17 270 à. Không có ai nhắn tin nữa người ta, nhắn tin tôi chạy tăng Seiko, tăng City Gym. Rồi tiếp tục nha em, lấy cái này mình để em 350 nha, con này rất là đẹp luôn nè, con này cái dây nó quá đẹp mà có cái nó gãy phá này. Thì tạm thời gặp gì mình đeo đỡ được nha em, nó cũng rất là cứng ha. Đó thì nó có hư phá anh báo anh, nó gãy cái móc ngay này, thấy được cái chỗ gãy không đó. Mình không, mình tính lên cho da bỏ dây này nhưng mà uổng bộ dây quá nè, anh em nào về mình thay cái bút mới với cái bộ khóa mới thì mình xài thôi, dây nó đẹp quá đẹp mình không muốn nỡ bỏ, nó chứ thôi mình bỏ rồi, dây nó còn mới cáo gì rồi đó, mới tinh gì rồi mà không biết nào là mấy ông Nhật đeo kiểu gì mà để hư cái bút uổng quá. Hư cái này con này đẹp keng luôn, chưa chạy xước gì chứ, đồ mi đồ cũng mới ta cáo luôn này, nó gì nó cái form nó không đẹp, chạy đồ mi hai chỉ này nhé, nhìn đẹp lắm, mắt tay bao sen ok luôn nha, 350 nên là sửa gì cái bút được thì anh em đeo, hoặc là anh em nào mình chơi ấy thôi, mình lên với da đeo đó, bóp thì cũng vẫn còn dính nha, mà nó bị cắn cắn rồi. Sarez nè, kính trong gieo luôn nè, đường mi vàng đẹp, 350 con này, đây cái phiếu mất tiêu rồi, sẽ 34.6, càng là 39, mặt trời 74, con này hay lịch ha, phiếu bay đâu rồi, con này 350 nha, 350 con này, gió hỏi bay phiếu, phải ghét của ta, để hồi mình kiếm sao nè, 350 mã 35 mã 36, con này mình sale anh 320 nha, con này mới cáo cạnh này còn siêu quá, con này thép không gỉ toàn bộ nha, được lắp ở chung thôi, giò thép mấy mẫu này Edify này anh em đeo bao bền châu bò nó, anh em nào biết có chơi dòng Casio thì hút, dòng này mới mắc tiền, thấy ba kim một lực như thế mới mắc tiền nè, Edify lúc nào cũng tiền mấy triệu con thôi, không có rẻ không. Đeo những rất là lịch sự nha nè, vỏ thép trắng mặt trong veo, dây da bò ngon lành, 320 anh em đeo con này cũng thiệt anh em,
cục pin là xài 10 năm luôn, pin 2016. Xứng đáng từng xu nên bỏ ra là máy này nè, xe to, xe 40 đúng. Dài 44.5 ha, rất là dễ đeo, 297 đó. Đẹp ghẻ bền là nó đó, 3C2 nè. Rất là ok. Tiếp theo là con này, một con đồng hồ cơ lộ máy sao ha. Con này lắc có chạy nè, lắc có chạy. Lên cốt thì cũng có chạy luôn, giờ cốt tay giờ automatic đó. Nó thì chỉnh được hết cái mấy cái múi giờ này nè. Rút kia nó có dừng kim ha. Quay chẳng sao nó cũng chạy nè, nó mặt trời nó đang chạy đó, nó thấy không? Tất cả các múi giờ từ 1 tới 6 là đều chuyển động nha, nó chuyển động hết nha. Nên là rất là hay nha. Đó. Thì khi cái máy nó chạy thì nó sẽ kéo theo mấy cái múi giờ này, rất là hay luôn. Nó đóng cốt đặt hàng chạy tiếp thôi. Đó. Một con đồng hồ qua chế rong công tăng tin hàng pha ke nè. Xe này xe 41. Rất là hay luôn. 48. 13.6. Đó. Này nó hơi đứng hơi vậy. Con này anh em là mua mình sale luôn, mình sale con này cho anh em còn 6 xị đó. Sale rẻ tụt quần luôn, 600.000 con này, xe to. Lộ máy. 600.000 nha. Kính đẹp chơi trời xuất. Để anh em mình chơi luôn. Phá dinh còn. Qua chế đông con đăng tin, nó hơi khô khô dầu xíu như này, nó có chạy hồi đứng 600.000 thôi. Về anh em mình căn chỉnh lại nha. Bé từ xử. Bé từ xử như này. Mưa tới rồi anh em ơi. Tiếp theo con này để cho anh em 650 nha. Con này thì đồng hồ Laura Valencia nha. Con này vỏ thép nha. Dây thép đúc đặc. Đó. Rất là dày đẹp nha nè. À tài lít tiêu ha. Trong nước là mừng ATM nha, kính sapphire. Đó. Này có xay. Rất là đẹp ha. Xay to. Xay này xay 40. Để mình đóng cửa sổ lên nè, cái hồn quá quay không được. Chờ chút xíu nha nè. Rồi tiếp tục. Rồi, con này là 650. Xay là xay 40. Dài là 46. Mặt dài là 12 ly. Dạ quen có nha nè. Đó. Dây á hai tầng con này siêu bền luôn. Chất lượng rất là tốt. Dây của em nói còn khoảng ta 17 thôi, 17 năm mình đeo được, hơi cứng rồi. 17 nha, hơi cứng ta. 17 thì cái mặt này anh em đeo rất là ok nè. Nói chung cái mặt này càng nó ngắn, nó càng của nó có nhiêu đây thôi. Càng nó 46 thì anh em tay cỡ nhỏ 16 cũng đeo vừa bình thường. 15.5 cũng được, rất là vui thôi. Con này mới ngon nè, con này cũng 600 này rất xứng nét đồng tiền luôn nè. Rất là sắc nét đồng hồ, kính nó chưa miếng xuất. Một con pin năng lượng pin khỏe nha, nó ba cốt chỉnh thôi. Dòng solar thép không nghỉ nè, được lắp ở chung rất là rõ ràng chi tiết, mặt to mặt mở gà đẹp, sáu xị chạy chuẩn, dòng ca dòng Seiko nha nè, xe 40 44.2 chính thì chính ha, 600.000 thôi, rất là ngon. 600 xe to. Hình như con này có dạ quang nha, test dạ quang á. Có dạ quang là rất là sáng luôn. Còn đây nhắn tin cái đã.
Rồi anh em tiếp tục nha anh. Tiếp theo mình có con này 450 nha, một con lụa của thị sĩ Angoli chạy chuẩn nè, đó mấy thị còn mới, rất là mới đẹp nha, dây nè thẳng ngang ha, đẹp ha, đó chưa bị sượng bị gì hết ha, rất là đẹp ha, mặt mở gà ha, rất là ok luôn. Nó cũng có những cái vết cắn rất là nhỏ nhẹ nè, thì phải có hàng đổ đóng mà còn đẹp gì thì rất là hiếm luôn á. Nhìn con nó chạy hết mẹ này, con này kính nó còn đẹp nữa, kính nó có giác cầm luôn đó, mặt mở gà nha, nó là hay lắm. Con này đeo ở ngoài nó thấy nó đẹp, con này sẽ ngang tới 27 lần nha nè, dài nó rơi vào khoảng 31, dài thì 6.8, nấm nó có một viên khách sa phi xanh nha, nó lên tay nè, đeo rất là ôm ha, đẹp. Mình thích cái form dáng này, mình chọn con này, viên hết bên cây nha, bên thay mới à, về đeo thôi. Tiếp theo là mã 41, con này cũng vậy nha, con này 650, con này đeo mặt rất là cũng đẹp ha. Cắt cạnh giống như mẫu xe cô chặt gốc hồi xưa nè, nó rất là đẹp ha, nằm phía trong nha, dạng kính nó chén, nó làm rất là hay, nó lao đẹp lắm. Những cái lằn ngang này cũng có bắt sáng được nên nó thấy không, nó chứ không phải là lằn ngang, là lằn đen nha, nó lằn vàng luôn á, hai kim thôi, mỏng tăng nè, còn siêu luôn nha, sản xuất tại Nhật nha, dòng Citizen, con này là vỏ thép nha, đó. Mà vỏ thép vàng nha, SSG á, gom đó. Nó dây này cũng là những cái đờ mi này vàng, vàng thiệt không đó nè, nó để nè, SSG đó, sa băng đàng hoàng á, Citizen, dính dơ nha, còn mỏng này có giá là 600, xeo rất là rẻ rồi, mấy chị nữ hoặc mấy anh nam tay nhỏ thôi. 24.6 26.3 5.3 ha, này rất là đẹp, 600.000 con City Gen rất là đẹp không. À, gửi cái gì bên quầy đó. Chờ tin nhắn nha nè. Rồi tiếp tục nha Nam. Mở tiếp theo là mấy này, cái phiếu của con 35 này nè, con này bán 350, đời mi rất là đẹp luôn. Rồi con này mình để cho anh em là 750 nha, con này siêu đẹp nè, một sản phẩm của Seiko nè, nó làm cho lay bôi á, con này quá đỉnh cao rồi nè, rất là đẹp luôn. Cái dây này rất là đeo rất, anh em thấy cái dây không, rất là mới nha, chưa bị sượng chưa bị gì nha, đeo nó cũng nó ôm tay cực kỳ luôn, đẹp lắm. Bên này cũng vậy ha, rất là ok luôn này, cái form này cái hiệu Seiko có, nó là cũng giống vậy, mặt mày rất là đẹp luôn, mà dính bụi như này nó chính thì chưa miếng xước luôn, đẹp lắm, đeo nó ôm tay mềm, cảm giác cái tay mình rất đã nha, nó rất là hay ha. Lụa nhuyễn đẹp đó, mình thích lụa nhuyễn của con này, 750 nha, dây này tháo được hay nam chứ không phải là liền hay nam đó, thì tốt. Bản này chạy máy to có ruby luôn, lịch đồ nhảy ok hết nha nam, sai ngang sai 25, đồ dài nó liền theo cái dây khỏi đâu nha nam, nó liền tay nó rất là đẹp. Anh em nào thích cái phong lụa này cân nhắc con này là hay nè, quá đẹp luôn nè, đều rất là hát luôn ha, độc lạ, lay bôi nha. Đó, nên là mê lay bôi cho con này. Tiếp theo là để cho anh em con này 1.000.000, con Citizen Excel nha, zin hết, khóa zin còn ha, khóa xay 16 luôn, rất là ok, dây mắc lớp dưới rồi, zin hết, mỏng tăng luôn, đó, sản xuất tại Nhật ha. Con này bao đẹp, bao sang bao đẹp cho anh em mình, Excel dòng kính Sapphire. Mặt thì chưa không thì vết nha, rất là đẹp, trong queo vàng ôm rất là hay, xe ngang 248 nè, vàng 34 chuẩn phong cổ, 349 50 53 thôi, con này ta nhỏ nhỏ đeo thì cực kỳ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Tay em ở 16 15 năm 16 lên, con này dân văn phòng áo sơ mi quần tây đeo là bao sang. Cái đó mới trên 10.000.000 đó anh em, thấy gì chứ không rẻ đâu.
nhầm cái con còn siêu đọc cái thế ớt luôn đó, con này đời mi vàng của nó là G luôn á, vàng dữ luôn anh em, nó GF luôn nha anh em chứ không phải là GGB nha, Goldfield đó. Đó một mắt trắng mắt vàng làm như gạch anh em, nó rất là hay ha, đường vàng rất là kỹ luôn đó. Con này là One Time nha anh em, One Time là chuẩn hãng ha, đó One Time nha, One Time vỏ đá nè, nấm viên sapphire xanh, mặt cây đẹp keng ha. Nói chung là con này không có gì để chơi nè, nó con One Time phá này cũng có chạy xước nhẹ nhẹ đó, One Time chuẩn nha, chạy rất là chính xác, góc cạnh còn nguyên hết. Con này máy nữa mình có chụp hình lại nha, con này thì whip rồi, lâu lâu mới có một con, nó anh em nào ưng thì chốt, con này hay nè, rất là hiếm. One Time vỏ đá để cho anh em coi cái hình máy nha, máy nó cũng thuộc loại là chuẩn luôn á, có anh logo hãng luôn. Đó, máy này chuẩn hãng này anh em, không bàn cãi ha. Đó, máy xì xỉ 7 chân kính nè, One Time bên đây ha, Switch V8 đàng hoàng, máy xanh vàng, giống như máy của Gado với Long Sin á. Xài chung máy đó thôi. Máy pin dòng 3 kim thì nó là máy cao nhất rồi. Đo lại coi. Ngang nó tới 27.5 nha anh. Đó. Nấm xanh giờ không? 33. 6 ly 2, con này vàng GF nha, chứ không phải GB nha, vàng dày lắm, rất là đẹp. GF. Goldfield, nó rất là hay luôn. Đeo bao đẹp bao sang ha anh, thương hiệu tốt. Quá biết con này, này lâu lâu mới về con ha, mặt ở trong làm rất là hay luôn. Đó. Ở ngoài còn đẹp hơn nữa, còn con này còn giữ nữa nè, con này cũng 1.2 triệu nè. Con này thì anh em cũng ít có gặp nữa nè, trường hợp là nó xin hết vậy ha. Đó, dây còn nguyên luôn nha, bộ dây này thôi mua cũng mấy trăm ngàn rồi, dây còn đeo được đàng hoàng chứ không có dây hư ha. Đó, dây zin nguyên con zin luôn, mỏng tăng nha nè, bản kỷ niệm 1956 nha, vào ngày 21 tháng 2 1956 nè. Đó, SGB đàng hoàng nha nè, bọc vàng nha. Đó, bản này được lắp ráp ở Thụy Sĩ nha em, chứ không phải lắp ráp ở Nhật luôn em, Switch ACM ha. Đó, ghi rất là rõ nha, Switch ACM là lắp ráp ha. Đó, máy có ruby đàng hoàng nha, mặt đi ghen một miếng vàng luôn á, kính chưa xước nha. Đó, đẹp không, xuất sắc từng chi tiết, zin hết nguyên cây nha. Đó, phá zin đóng logo đây, Seiko ha, dây zin phá zin đó, mỏng tăng nha, đầy đủ, thì giá 1.2 triệu rất là xứng đáng đồng tiền, bán về là mềm rồi đó, xây 27.000 á. Máy cái đó thì mình cho anh em coi sao, 36 dày này, chưa tới 5 ly nè, 49 nha, con số rất là đẹp. Con này anh em còn gì nữa nè, còn gì để chờ đợi nó về quốc, xuống tiền là lụm con này về đeo liền, không có đường nào hết trơn. Máy của nó đây này, thấy không, máy Thụy Sĩ nha, Switch ACM là nó, bộ máy này tới là 7 dây queo nè, nó xé quen dây queo nè, nó zoom lên là nó máy như máy 18 của Thụy Sĩ luôn, như đâu có vừa, máy Nhật mà 7 chân kính đó, rất là đẹp nha, sạch đẹp từ ngoài vô trong, đang lắp một viên pin Thụy Sĩ nha, pin Gatana đàng hoàng ha. Rồi, cái giá là 1.2 triệu, rất là xứng đáng, từng xu nên bỏ ra luôn, vừa đọc vừa hiếm vừa đẹp luôn. Con này để em 850, con lụa Engine như nè, lụa Engine đó, con này nó để FK286 cái gì mình biết, máy Thụy Sĩ nha. Đó, lụa này rất là đẹp và mới nha, mới từng chi tiết ha, từ trên xuống dưới đó, từ trái sang phải, từ trước ra sau luôn nè, núm này đến viên đá sapphire xanh rất là đẹp nha nè, bản này nó cao tiền hơn bản không đến đá ha. Rồi, con lụa này mấy chị nữ đeo đi đám thì bao sang, bao đẹp, mặt 4 viên sòn, xây 29.6 29.7 thì nó lên quanh đó thôi, nó xây 30.000 rồi, 29.8 thì nó vuông nữa nè, căng đều 6.7, còn ngang game này quá đẹp rồi, 8.5, ổ 850 chứ đó. Mấy chị đeo đi đám thì bao đẹp, bao sang, thương hiệu tốt, rất là mới và đẹp nha, 850. Lâu lâu mấy con Engine đó thôi, chứ hàng Engine nó mắc tiền hơn con ấy nha anh em, mắc tiền hơn con Sigma. Con này kính có xước, bán anh em 320 thôi, form này cũng rất là đẹp nè, nó vàng mà mở gà, thanh lịch thôi, rất là thanh lịch luôn.
Xe bằng L luôn. Con này thì zin hết nguyên cây nè, cũng sẽ cố hết thôi. Đó. Thì bán em đeo trải nghiệm 320 em về đánh cái kính này là nó đẹp. Nó vậy thôi. Nó đơn giản là giống như con bán nổ đó. Mặt vàng ha. Ngoài chạy kính ra còn lại là ngon lành hết. Chạy kính ổn quá. Xe 24 ngang nè. Không tăng đẹp. Đỡ mi còn vàng ngon. 32. Cũng 6 ly thôi. 320 con này. Tiếp theo mình có con này. Con này mình để cho anh em là 420. Con này rất là đẹp luôn nè. Nó vỏ như vỏ đá nè. Nó Niken alloy. Được mạ Niken nè. Rất là đẹp đó. Phiên bản ngày 17 tháng 10 năm 1987 nha. Đó. Phiên bản kỷ niệm của ngày này nè. DNK là cái gì viết tắt đó. Sản xuất tại Nhật. Sapansi nha. Dòng này vẫn còn phá diêm như nè, phá seco còn ha, dây động dây 17 nha, rất là đẹp luôn. Không tăng mặt ở trong dạng răng cao bạc, mặt bạc trong hai mặt trắng nè, rất là hay luôn. Con này 420 rất là xứng đáng tiền bỏ ra ha. Tay nhỏ nhỏ đeo vào đẹp bao sang. Sang 26 ngàn nha, cái gì chứ không có bỡ. 34.7 nha, 5 ly 2, rất là ok. 420 cầm được con Seiko tăng này rất là rẻ. Rồi anh em nào thích đọc lại lấy con này, bộ máy của nó tới 9 chân kính nè, nó máy pin mà chỉnh gì queo mà nó chỉnh giờ cái kiểu là kim châu nha, rất là độc á. Con này được mạ là WGB nha anh em đó, WGB là Wagon đó, Wagon Black, mạ vàng trắng, bọc vàng trắng nữa. Con Lamer này còn phá zin nha anh em, phá Lamer ha. Con này chạy kim rúng rất là đẹp nha nè, nặng lắm, nhàng trắng nhiều nhưng nặng chịch, nhỏ nhưng mà nặng. Bộ máy của nó tới 9 với chân kính nha nè, anh em thích cái máy mà nhiều chân kính thì chọn con này để mình cho anh em coi nè. Bộ máy rất là khủng khiếp, máy pin mà nó chín gì queo. Hay mũ máy pin rất là ác nè, nó nay nha, nay gì queo nè, chín gì queo nha. Bộ máy pin nè đó là khủng khiếp, xài cục pin là 920 nha, pin chà bá luôn. Còn là mơ đó. Cách chỉnh giờ của nó là nên bút đây ha. Đó, nên xài. Đó, xài nó kêu cái cạch là nó nhảy một phút nha. Đó. Còn em xài liền gì, xài nhanh cái nó chạy nó trâu nha. Đó, nó trâu dần đó đã không? Rất là hay ha. Muốn ngược lại thì đó, mình cũng xài mạnh cái nó trâu ngược cái lại thôi. Đó. Cách này mình lấy giờ mình bị sai giờ nhiều, trễ giờ tiếng mình lấy cái kiểu này nha, còn trễ phút từ phút thì mình lấy kiểu kia thôi, thì muốn dừng thì mình nắm từ lại đó, nó lên một phút mà muốn phút nào lên lúc đó rồi đó, ví dụ vậy ha, rất là dễ, xong đóng là xài thôi. Chạy trâu đẹp lắm, chỉnh kiểu trâu vậy nè, chứ chạy không có trâu nhưng chạy kim rúng thôi. Đó, máy cũng rất là nhiều chân kính, 31 rất là hiếm, 35 6 đi 3 ha. Rồi con bọc vàng trắng này đó, kính thì kính sapphire chưa dày xước nha. Lamer 4 xị. Tiếp theo mình để cho anh em con 50 này 3.2 triệu thôi, mình đã sell mạnh luôn, sell xuống 200 ngàn nữa nha nè, cho đi luôn, xin hết mới tin luôn nha nè. Đó, cái phá nó còn những cái vết hay cái vết dọc nè, đó những đường kẻ chưa mòn mới tin ha. Máy thì máy mấy năm tặng đó, 7 màu còn hai năm đó, rất là sạch đẹp, long lanh lóng lánh luôn. Nói chung là con này hiện em chỉ có mua về xài thôi, bao chạy bao chuẩn luôn. Máy 25 chân kính của Tecnot chuẩn hãng đó, Swiss. Máy này sẽ có tần số di động 28.800 ha, có dừng kim ghi chỉnh. Con này chắc tích có 41 tiếng chắc vậy. Con này có chạy có nè, nó anh em nhìn cái nấm nè, sắc cạnh cực kỳ luôn nè, sắc cạnh rất là sắc cạnh ha. Lắc nhẹ chạy nha, rút ra chỉnh thì dừng kim như nè, này rút ra chỉnh lịch ngày ha, dặn lên ha. Đó. Rút mạnh ra thì chỉnh lịch, chỉnh ngày, chỉnh lịch, chỉnh giờ. Mình cái móng tay mình nó cục nó vụt nè,
cắm vô chạy tiếp nha, đó rất là ok ha, đó rút ra dừng ha, đấm vô chạy tiếp rồi chạy đi. Con này thì hàng can xà ban luôn, không có gì để chơi hết, không có chạy xước gì đâu. Xe ngang là xe 35, ngang 35 nha Nam, dài là 43, dài là 11.8, dây tay còn rất là dài nha, còn tới 2 lỗ nữa, mà hiện tại nó còn khoảng tay 18. Con này hàng can mới bán cái này nha, mới như trong hộp, nấu vậy em hiểu rồi. Cái hàng này ngoài thị trường thì nó không hiếm đâu, nhưng mà mới như vậy thì mình cũng có thấy ít luôn. Nào tin tưởng thì em mua thôi, chạy chuẩn mặt mà hậu phách. Con này cũng siêu độc lạ ha, để em 1.1 triệu nha, 1.1 triệu. Con này là vỏ thép ốp gỗ nha em, rất là ok luôn. Từng cái mắt nó ốp, từng cái phôi gỗ vô, anh em thấy nó CNC xong rồi phải ốp gỗ vô, rất là kỳ công nha nè. Hàng của chuẩn hãng của thằng Nissan nha nè, Nissan có ghi nè, đó chống nước 30mm máy Nhật ha. Con này dây tai nó 17 năm, đây rất là vừa nè, còn lỏng nhẹ ha, không có ôm nha, nó không có ôm cứng ha, còn rất là vừa teo, tai đeo đó. Đeo này siêu độc lạ luôn nè, rất đẹp ha, nó có đèn nha nè, nó bấm sáng không. Cái giờ của nó thì anh em đeo quen quen thì mình câu thì mình dễ biết đó. Nó giờ theo tính theo cái gạch nè, gạch màu xanh này ha, ví dụ giờ này là gần 6 giờ đó, vài phút nữa là 6 giờ đó, ví dụ vậy nha, mình đang ví dụ nha nè, chứ không phải giờ thực tế ha. Đó, mình chỉnh nè, nó ví dụ cái này là mình chỉnh lưu về đây 5 giờ gửi nè, 5 giờ 50, 5 giờ 45, 5 giờ 40, 30, đó nằm gữ. Thì cái lần xanh này nó sẽ chia qua đó, tính là lần xanh này nó nằm giữa số 6 số 5 thấy không, nằm giữa đúng luôn ha. Đèn nè, đó, bằng đêm thì mình chỗ tối mình bấm vô nó sáng lắm nha nè, mình câu được giờ ha, nó rất là hay. Ngang nó rơi vào tầm 35, càng thì chắc đo cái chỗ này nè, cái mặt này thôi, càng nó 38.7 nè, độ dày ngay chỗ dày nhất là 9.4. Rồi con này để cho anh em 1.1 nha, dây 17 năm nha nè, còn ngon lành chạy ok. Tiếp theo là mã Fubo, mình có con Fubo design này, hàng chính hãng nha nè, nó Fubo tất cả hãng không nghĩ nha, đó. Tất cả hãng không nghĩ Fubo design. Hàng này có Sài Gòn nhưng mà còn rất là đẹp nha, kính thì chưa thấy xước nha, nó là cơ cót tay nha, cơ cót chứ không phải là cơ auto nha, mà được cái nó chạy rất là chuẩn, chạy tích cót rất là lâu nha nè. Con này có chân sao luôn đó, giờ này là gần 6 giờ thì mặt trời gần lặn, mặt sao gần lên nha, chân sao ngày thế nào đẹp lắm. Còn lên tay bao sang dạ quang thì thôi nó sáng nè, như những cái ánh đèn luôn. Nó cái kim dây nhỏ đang nằm ngay trung tâm đang chạy đó, thấy không? Đó, kim nhỏ này kim dây nha. Còn kim này kim chỉ 24 giờ. Kim này là chân sau, nó lộ máy trước ha. Máy này mình có chụp hình lại nha, máy đó máy này. Thì hàng chuẩn hãng đó, hàng chuẩn hãng Fubo nha. Fubo Design. Rồi cho anh em có máy nè. Rồi mất tiêu rồi. Em chờ bạn chút nha. Mấy con này đóng tiêu ta, qua mới mở rồi. Nên nào mua mình mở coi cho sao nên nó lẹt cái hình mất tiêu rồi không thấy anh em. Nhưng mà con này là cơ cót. Con này cơ cót nha. Ngang là 38, dài là 50, dài là 1.7 nha. Rồi con này có giá 1 triệu, đó, đeo rất là đẹp ha, rất là vừa tay nè, tay 17 giờ lên nè, rất là vừa luôn á, đeo rất là đẹp luôn, hay lắm, con này nhìn đẹp 1 triệu. Mã cuối cùng ngày hôm nay là con mã Huy,
quýt bạc nha, quy là quýt 550 nha, quýt bạc đúc, bữa nay mình sell 550 luôn đó, có logo bạc ha, CG925 AMS giống như đó, AMS switch chạy mấy con đao thầy sĩ nè, mấy kinh ha. Rồi con quýt này mình để cho em 550 thôi, quýt bạc đúc xe 42.4 như nè, độ dày là 78, nguyên dây, dây thì không bao bạc ha. Rồi mãi cuối cùng ngày hôm nay thì cảm ơn em đã theo dõi video nha, mang mình còn cái hộp này chưa hết nha em, bán lại con này nha, mã hộp H4 1.4 triệu, quên hoài không bán. Con này con khu bồ, khu bồ này thì hàng automatic có trợ cốt nha, nó thì nó có lỗ máy sao thôi, nguyên hộp nha, sổ sách đầy đủ ha. Đó mình mua về mình trao tặng được anh em, mới cáo luôn, bao chạy bao chuẩn nha. Đó, dòng 3 kim 1 lịch, lịch nhanh ok. Đó, con này hàng hộp thì đổ mới hoàn hảo rồi, xin ni lông nó còn luôn nè, xin ni lông nó còn luôn nè, nó siêu mới bóc ra nè, dán lại nha, siêu ni lông còn ha, automatic máy Miyota đàng hoàng nha, nè anten lít tiêu mong lít sấy nha, quay trong trống luôn đây nè, rất là đã ha, có trợ cốt luôn nha anh em, xây thì cũng rất là vừa đeo, giá rất là bình dân rồi, 41 càng là 48, mặt dày 13 ly đó, nguyên dinh nguyên con, chưa có sử dụng, nguyên hộp luôn, giá 1.4 triệu rất xứng đáng đồng tiền nè. Mấy con này anh em mua nguyên hộp thì rất rẻ nè, giá mới nó cũng 6-7 triệu con, nó đâu rẻ đâu. Mấy con cơ mà máy CT lỗ máy này hàng Nhật nội địa nó mất khủng, nó nguyên hộp về mua mình tặng người thân được đó, nguyên hộp luôn. Rồi tới con này mã H7 ha, 3.3 triệu luôn, sale 3.3 triệu luôn, một con ô game nha, con này mình chưa sổ sách giấy tờ đầy đủ ha, hàng nguyên hộp nha, dây còn dày, nó dây chưa cắt mắt luôn, hàng này made in Japan nha, đó made in Japan mới chắc, mình chưa dám mở máy luôn nha, để nguyên zin ha, chừng nào ai mua chuyển gọc thì mình mở cho người ta coi đó, để cho zin nhiều khi khách không thích mở máy nha, để zin gì ai mua hay chuyển gọc thì mình mở máy cho coi ha. 34 ở 43 43.9 nha, 43.8 dài là 50, dày là 12 ly, con này lịch dạng niên ha, cầm lên là chạy liền nè, đó cái chạy chạy dài lắm, đẹp ken sao bạn không có gì đi chơi nha, hàng hộp thì cái này nó có 1-2-3 cốt, nó mình đúng cổ chai ha, núm ghen này mình tháo ghen ra đó, đút ra nắp hai thì mình chỉnh giờ, nó qua ngày có nhảy lịch ha đó, ví dụ vậy. Rồi nắp một thì mình chỉnh ngày đó, ok hết ha, xong đóng ghen lại đó, đóng ghen lại thôi, rồi dạng vừa cứng thôi, còn cái nấm này chỉnh cái lịch dạng niên như nè, nó rất là ok ha, ống nó xay là xay nguyên vòng rồi luôn nè, anh em nào hiểu mới biết được ha, còn nấm này sẽ là xay cái nền ngoài đó, rất là hay ha. Rồi con này có giá là, để lên tay cho anh coi, 3.3 triệu mới chát nguyên hộp nha, nó càng nó cũng không dài nè, càng này anh em tay 16 năm là đeo vừa rồi nè, đừng thấy xe nó bự mà không đeo được nha, phát càng ngắn, giá là ok ha, đeo bao đẹp bao sang, cũng có cái gì hay ho nha nè, được dạng niên, giá thì giá hộp này còn bằng phân nửa giá mới thôi nè, nó nguyên hộp, giá mới nó 6 triệu mấy thì giờ mình bán cho anh em có 3 triệu mấy thôi, mấy can gì anh em mua tiết kiệm được phân nửa số tiền ha, nếu mình thích cái dòng này đó, mình có thể mua mình tặng được, rất là hay ha. Rồi kết thúc clip ngày hôm nay nha, anh em nào mà thấy hữu ích thì cho mình một lượt đăng ký kênh, một lượt like nha, rồi cảm ơn anh em xem video nha, hẹn anh em một clip tiếp theo á, rồi chào mọi người nha.